Đợi em xét bếp một lát nha mọi người nhá. Đợi xem bếp 15 phút thôi ạ. Tại vì đang vận hành sai nha mọi người nha.
để đúng rồi, một ngày chị xoay bếp nó một lần 20 phút các chị ơi. Thank you.
mọi người nha, rồi lên luôn nhé mọi người nhá. Nhắm bài lên cho em với Nam, của chị lên cho em xin một lượt chia sẻ like với các chị ơi. Ok nha, phải là 50k rồi, xem lơ xem phải 50k nữa. Không phải nào cũng có máy 50k đâu các chị ơi. Mọi người chấm bài lên giúp em nhé mọi người nhá. Chấm bài lên đi. Hello Huệ Mai, hello nha, hello Khánh Huệ Đỗ này, hello chị Vũ Nhung Phạm, hello chị Huệ Đào này, hello các chị nhá. Mỗi chị lên cho em xin một lượt chia sẻ like cho nó. Lên cho em xin một lượt chia sẻ like nha các chị nha. Chấm bài tương tác lên giúp em nào. Rồi lên cho em mã hàng 01 này, tặng hàng để size nhé mọi người nhá, tặng hàng để size cho em này. Lên cho em mã hàng 01, con này lên cho em 25 cân này. Rồi cái này lên cho em 25 cân cho em 6-7 tuổi mặc vừa, 5-7 tuổi mặc vừa cho em. Mã hàng này lên cho em là 01 cho em bộ hammer theo nhé mọi người nhá, tặng đầu like cho em bộ này cho em 50.000. Chào tất cả các chị nhé mọi người ơi, lên chấm bài lên cho em nữa nhá. Chấm bài và chia sẻ like lên giúp em với năm. Rồi cái này lên cho em 01 50.000 chia đầu like cho em nhá, 50.000 25 cân nhé mọi người nhá. Cái này phải 25 cân mới mặc vừa nhá. 25 cân cho em bộ theo này, nó rất là xinh luôn. 01 cho em nha, da cá theo, cái này là da cá theo, 50.000 đồng cho em mà có một bộ duy nhất thôi, có một bộ duy nhất lên cân nặng cho em nhá mọi người nhá. Chị nào lấy 01 thì comment là 01 kèm cân nặng cho em và có đơn nha các bác nha. 01 cho em. Mình nhận hàng rồi, hàng lẽ sai của shop vừa đẹp lại vừa dễ mê quá. Cảm ơn chị Trần Hoa nhá. Các chị ơi, các chị có hiểu hàng lẽ sai bên em là như thế nào không? Tức là một mã hàng nhà em nhập tầm khoảng 3-500 hàng, khi mà em bán chỉ còn tầm 10 cái thì bắt đầu em xả hàng đấy, 10-20 cái là bắt đầu xả hàng. Ví dụ như cái này này, bán vài 300 cái rồi, bây giờ còn một bộ hai bộ thì bây giờ tặng cho các chị thôi, đấy là gọi hàng lẽ sai, chứ không phải là hàng lẽ sai là hàng vớ hàng vẫn đâu nha. Hàng lẽ sai toàn bộ là hàng mới hết, hàng mới hết, hàng nguyên di mới hết, là bây giờ còn lẽ sai một hai bộ ấy, chứ không phải hàng lẽ sai là mặc rồi hay là hàng cũ hàng ký hay là cái hàng linh tinh đâu, toàn là hàng đẹp thôi. Các chị mà săn được hàng lẽ sai nhà em thì đúng em gọi là thấy là may mắn luôn á. 50.000 không màu cho em nhá, mã hàng kèm cân nặng cho em 25 cân cho em không màu này, không màu cho em nhé các chị, phải lên cân nặng nhé mọi người ơi. Rồi mã tiếp theo lên cho em 02 này, em đang tặng hàng lẽ sai này. Thề với các chị, với lại ví dụ như cái nào chị nào mà mua hàng ấy về thì nó bị lẻ lẻ 1-2 bộ á, chị nào mà đặt cho vui không nhận ấy. Rồi cái này lên cho em 20 cân này, cái này lên cho em 20 cân bụ gấu nhá, cái này lên cho em 20 cân bụ gấu này, cái này lên là 01 em hết rồi, 02 cho em 70.000 này. Đây cái này lên bụ gấu cho em 02 70.000 cho em nhá mọi người nhá, 20 cân 02 70.000 cho em này. Đó cái này lên 18 20 cân cho em 02 đi, 02 nhá mọi người nhá, 02 18-20 cân cho em tầm 5-6 tuổi cho em nhá, 02 70.000 cho em bụ thể thao gấu này. Đó 70.000 đấy, các chị đã từng theo dõi em bán hàng thì biết những cái bộ này em toàn bán 150-180 một bộ, làm gì có giá 70.000. Mã này đây là 02 đi, 02 kèm cân nặng nha các chị ơi. Gọi gọi con Linh sang đây cho nó gấp hàng để sai đi chị. Cái kia chưa hết à? 02 cho em nhé mọi người nhé, 02 cho em. Ở Quảng Nam đi đơn rồi á, chưa nhận được á hả, rồi để em báo thư viện nhá. Mình đã mua rồi. Cảm ơn chị Nguyên Thu nhá. 02 cho chị đầu tiên là chị Phương Nam này. 20 cân lên cân nặng nhá. 03 này. Đó, cả
bộ da cá thôi, toàn bộ da cá hàng cao cấp ấy mọi người ạ. Ôi, bộ này size đại này. Rồi cái này lên cho em này, cái này lên cho em 40 cân nhá mọi người nhá. 35-40 cân cho em bộ báo này. 35-40 cân cho em bộ báo này. Mã này lên là 0370.000 luôn này. Đấy, 35-40 cân cho em nhá mọi người nhá. 40 cân quay đầu cho em 03 bộ báo kèm nón này. Đây quần của nó đây nhá. Bộ báo cho em 70.000. Đấy, bộ báo 70.000 luôn nhá mọi người nhá. Bộ báo 70.000 luôn cho em 0 mấy nhá. 03 nhá. Áo thu đâu bé trai nhỉ, em lại không có bé trai ấy. Em có mình bé gái thôi. Rồi 03 cho em nhá. 03 kèm cân nặng, chị nào không lên cân nặng không có đơn. 03 70.000. 35-40 cân cho em nhá. Mai Phương lên cân nặng đi chị ạ. Cảm ơn chị Trần Hoa nhá. Rồi Hải Yến có 03 40 cân, cái đây 340 cân ấy. Đấy sai cậu ạ. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Ờ S03. Cảm ơn chia sẻ like cho em đi mọi người. Rồi bộ này lên cho em số 4 này. Rồi bộ này lên cho em này 18 cân. Đấy là một bộ là đi một bộ 18 cân và một bộ là 25 cân cho em này. Rồi cái này lên cho em nhá. Một bộ 18 cân và một bộ 28 cân cho em nhá. 25-28 cân. Một bộ 18 cân và một bộ 28 cân cho em. Mã hàng này lên là 04 đúng không? 04 70.000 luôn cho em nhá. 04 70.000 cho em bộ da cá này. Đấy, cái này 04 có cả màu xanh nhá mọi người ơi. À, 25-28 cân và 18 cân. Đấy, có hai loại size như vậy thôi nhá mọi người nhá. 25-28 cân và 18 cân cho em. À, mã này lên là 0470.000 nha mọi người nhá. Chất liệu là da cá, toàn bộ da cá hàng đẹp hết mọi người ơi. Các chị nào mua rồi là biết đấy. Chất nhà em đẹp lắm. 08 à quên không mấy nhá. 04 cho em nhá, kèm cân nặng cho em như 70.000. 0470.000 cho em nhá. 0403 hết rồi ạ. 03 hết nha mọi người ơi. Rồi cái này lên cho em 05 này. 04 cho em nhá mọi người, 03 hết rồi, 03 hết rồi. 04 kèm cân nặng đi. 0428 cân đầu tiên cho chị Mai Phương này. Còn size em chỉ còn size nhỏ thôi. Còn size 18 cân thôi nhá. 04 chị còn size 18 cân thôi ạ. Còn size 18 cân thôi nhá. Còn size 18 cân thôi, cái bộ hồng đấy là size 28 cân. Rồi mã này lên cho em là 05 này. Tôi thấy cái này còn size gì chị? Cái này còn size gì đấy? 20 cân ạ. 15 20 cân ạ. Rồi bộ này lên cho em 15 cân đến 20 cân cho em. Mã hàng này lên là 05 này. Mã này lên cho em là 05 bộ gấu nha. 05 cho em 15 cân đến 20 cân cho em này. À, tặng luôn cho em nha. 80.000 luôn. 80.000 cho em 05. 35 cân, 35 cân em chưa lên. 35 cân em đang lên hàng lẻ size rồi. Các chị cũng có 35 cân nhiều lắm. Em sẽ sale cho các chị nhá. Rồi cái này lên cho em là 0 mấy nha. 05 đi 05 cho em nhá. 80.000. 80.000 cho em nhá. 05 cho em 15 cân đến 20 cân cho em. Chất liệu là da cá cho em nhá mọi người nhá. Chất liệu là da cá có pha phối sườn này, tay này cho em rất là đẹp luôn. Mã này đây là 05 đi, 15 cân đến 20 cân cho em 80.000. 05 cho Phương Nam ok này. 04 em chỉ còn size 18 cân thôi nhá. 04 em chỉ còn size 18 cân thôi nhá. Hết size 28 cân rồi. 05 cho Phương Nam ok này. Hello chị Bùi Hoài, Bùi Thu Hoài này. Rồi cái này lên cho em là 05 đúng không? Ờ, đầm 43 cân hôm nay không có rồi. Rồi 05 cho em với giá là 80.000 đồng cho em nhá. 80.000 đồng cho em 15 cân cho đến 20 cân cho em 05. 05 cho em. Thùy Dung có 05 này. Ok này. Nguyễn Thêm có 05 ok, có 80.000 đúng không? 80.000 đồng cho em bộ da cá này, còn có mấy bộ thôi em tặng. Còn có mấy bộ thôi em tặng 80.000 đồng cho em nhé. Chứ bình thường đang bán 150-180 bộ cơ. Ờ, váy sau có 30 cân nhá. Váy sau trắng sau có 30 cân nhá. 05 không có 26 cân. Chỉ có size 20 cân quay đầu nhá mọi người nhá. Nguyễn Thêm có 05 ok này. Chị Mai Sela có 05 ok này. 15 đến 20 cân cho em. 05 cho em 80.000 đồng nhá. 80.000 đồng cho em. Đó, chị nào lấy thì comment cho em là 05 80.000 đồng giúp em nha các bác nha. Bộ gấu rất là đẹp. Rất là đẹp luôn á. Chủ yếu là màu hồng nhá mọi người ơi. Chủ yếu là màu hồng nhá mọi người nhá. Chủ yếu là màu hồng cho em, màu gì cũng xinh á. Cái này rất là xinh luôn. Chị nào đấy thì comment là 05 kèm cân nặng. Và kèm số điện thoại cho em là có đơn cho các bác nha mọi người nha. 80.000 đồng cho em 15 cân đến 20 cân cho em 05 nha mọi người nhá. 80.000 đẹp quá. Bộ này rất là đẹp luôn. Rồi chị nào đấy thì comment là 05 giúp em nhá. Váy sau bao nhiêu tiền? Ok, váy sau á. Đây luôn nhá.
Ngược tay váy sau lên cho em là 06 này. Váy sau lên cho em váy số Vân Hoa cao cấp cho em 06 này. Hồ Thị Hương có 05 rồi, ok nhá. Rồi váy sau lên cho em này, mã số là 06 cho em váy xốp tay bồng cho em này. Cái dạng này là xốp cao cấp nha mọi người nhá. Cái dạng này là xốp Vân Hoa cao cấp cho em, mã hàng 06, size 18 cân cho đến 38 cân cho em, 135.000 nha mọi người nhá. Cái này lên cho em là 06 đi, 135.000. Dạng xốp Vân Hoa cao cấp cho em rất là mềm chứ không phải là chất gấm nhá mọi người nhá. Cái này chất liệu là xốp mềm cho em, nó xinh lắm, cái này rất là sang luôn nha mọi người nhá. Sông Nguyên 05 rồi, ok. Mã này lên cho em là 06 cho em 135.000, 18 cân đến 38 cân cho em 05 màu trắng này. 05 lên cho em, 06 cho em màu trắng này, màu vàng này. 06 lên cho em màu hồng này. Màu hồng cho em 06 này. Và 06 lên cho em là màu xanh này, màu xanh của vịt cho em này, 135.000 nhá. 135.000 cho em. Toàn gam màu đang hot hit của năm nay luôn nha các chị yêu ơi. Cái này lên là 06 đi. 06 cho em 18 cân cho đến 38 cân cho em 06, 135.000 đồng cho em nha. 005 không có, 28 cân có cân gì em đặt rồi các chị nhá, có cân gì đặt rồi. Phương Liễu có 05 dồn đơn ok này. Rồi nha, có cho lượng màu chứ, cái này được lượng màu mà, váy này được lượng màu chứ. Màu xanh này, màu hồng này, cái này lên là 06 cho em nhá. Có bộ giày tay 06 lên cho em màu vàng này. Và 06 lên cho em là màu trắng này. Váy cao cấp cho em nhá, size 18 cân đến 38 cân cho em, 135.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Váy cao cấp cho em 06, 18 cân đến 38 cân cho em 135.000 cho em, mã hàng là 06 kèm cân nặng cho em đi. Đến 27 cân á. Đâu Hôm trước anh lấy cái bánh chấm tim, em lấy cho anh cái số 3 à 38. 38 ở bên đấy có 30 cân, nhưng mà cái bánh tim kia có 30 cân rồi. Ok nha, 06 cho Hoài Thúy rồi ok nhá. Hồng trong bao nhiêu chị hôm trước của Hoài lấy cùng số 4 và đang bàn hai lên số điện thoại đi ạ. Chị Huyền Phùng có 06 hai cái ok này. Rồi ok nha, chị Chu Khánh Linh có 06 ok. Hồng Thắm Mai lên số thoại cho em nào. Hồng Thắm Mai lên số thoại đi chị yêu, cái này đẹp lắm các chị ơi. Điện thoại em đâu để cho xem khách xem ảnh nữa. Rồi mã này lên là không mấy nha, 06 nha mọi người nhá. 135.000 một cái thôi, váy cao cấp này. Cái này ở bên ngoài đang bán được 350, 380 đấy các chị ạ. 350, 380 đấy, nhà em tặng các chị luôn với giá chỉ có bao nhiêu, 135.000 thôi nhá mọi người nhá. 06 này, Chu Khánh Linh cho em này. Rồi màu trắng, màu xanh này, 06 cho em này. 06 cho em màu hồng này, 135.000 cho em nhé mọi người nhé. 135.000, 06 cho em màu vàng này, 135.000 đẹp lắm. Và 06 lên cho em màu trắng này, đẹp lắm mọi người ạ. Hàng trước cả tuần rồi mà chưa nhận được ấy hả, rồi để em báo biêu điện nhé. Vì tình hình dịch nó cũng căng thẳng nên là đơn nó nhận nó chậm hơn bình thường, nên mọi người thông cảm giúp em nhé mọi người nhé. Rồi chị nào lấy 06 thì comment là 06 kèm cân nặng cho em là có đơn đây, cháu nhà em mặc này, đẹp lắm. Cháu nhà em mặc luôn đấy. Size 18 cân đến tầm 35-37 cân cho em nhé. 18 cân đến tầm 35-37 cân cho em, 135.000. 135.000 đồng cho em nhé. Mã hàng là 06, váy xốp Vân Hoa cho em nhé. Tay bồng rất là sang luôn. Bờm là tự phối nha các chị yêu nhé. Cái này là bờm tự phối cho em nhé. Ví dụ như váy màu gì thì các chị mua cho con bờm màu đấy cho em nhé. Đây cháu nhà em mặc rất là xinh. Chị nào lấy thì comment là 06 cho em ạ. 06 hồng, 06 vàng, 06 trắng và 06 màu xanh cho em, 135.000 đồng cho em nhé mọi người nhé. 135.000 cho em nhá, tối qua mã cho em nhá, lên bộ tiếp nha mọi người. 06 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn cho em. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 07 này. Mã tiếp theo này. Màu xanh, vàng, ghi, bộ dập nổi Mickey. Cái này là màu rất là dễ mặc, màu dễ
dễ mặc lắm, nhưng mà có lẽ size 3-4 bộ nên em tặng các chị luôn 80.000 đồng cho em. 80.000 đồng. Lên con này mã hàng cho em là 07 cho em nhá mọi người nhá. 07 cho em 80.000 cho em nhá mọi người nhá. Váy trắng đằng sau, váy trắng ở sau vừa mới lên xong mà váy vàng đằng sau. Váy vàng ở đây nè. Cái váy canh mặc ấy hả? Váy cầu vồng. Váy cầu vồng sau 06. À cái váy bèo ấy hả? Rồi ok. Rồi cái này lên 07 kèm cân nặng cho em này, 15 cân cho đến 20 cân nhá mọi người nhá. 15 đến 20 cân và một bộ 25 cân thôi ạ. Có một bộ 25 cân thôi. À, tặng luôn 80.000 đồng bộ dầm nổi chất liệu là da cá. Các chị vui lòng lên cân nặng cho em nhá. 07 cho em, 07 cho em nhá. 07 một bao nhiêu 80.000, 07 80.000 cho em nhá mọi người nhá. Váy hoa ok, 07 80.000. Rồi lên cho em mã này là 08 tiếp lên cho em tiếp một cái váy này. 06 cho chị Tuyết Vân này, ok hồng này. 07 nhá, 07 là em đọc 07 nhá. 07 25 cân thì có một bộ thôi. 25 cân có một bộ thôi các chị nhá. Còn đâu là hết 27, hết 25 cân rồi. Bây giờ chỉ còn size 15 đến 20 cân thôi. Còn size 15 đến 20 cân thôi nhá mọi người nhá. Size 25 cân không có, 07 đâu, có một bộ thôi nhá. Rồi cái này lên cho em là 08 này, cho em là váy bèo này. Mã tiếp theo lên cho em váy bèo 08 này. 07 20 cân cho Huyền Trần, cho Nguyễn Thêm 16 cân ok này. 07 cho Thanh Mai 17 cân ok này. Chốt số nhỏ thôi vì là số lượng có một bộ thôi. Rồi lên tiếp bộ đợi xíu nhá. Rồi mã này lên cho em nhà em nhiều bộ lắm, nhà em vô số bộ, nhiều cực kỳ luôn. Cái này lên cho em là 08 váy bèo cho em nhá mọi người. Váy bèo vân hoa cho em. Cái này là bèo vân hoa này, nó rất là đẹp luôn ạ. Full size cho bé là từ 18 cân cho đến 38 cân cho em mã này. 18 cân đến 38 cân. Mã hàng cho em là 08 cho em nhá. 08 em tặng luôn các bác luôn 115.000 cho em con này. 115.000 cho em váy hoa nhí tay bèo cho em rất là xinh. 115.000 cho em mã hàng 08 cho em màu xanh này. Mã này lên là 08 nha các chị yêu nhá. 08 cho em màu xanh này. 08 lên cho em màu vàng này. Và 08 này lên cho em màu hồng này, màu hồng cho em này. Trương Dương có 07 18 cân ok này. Rồi ok, Kiều Trang có 07 15 cân ok nhá. Còn đầm dây có nhá, đầm dây có. Rồi cái hàng lẻ size này là chị nào may mắn thì mới được thôi, chứ còn không không phải ai cũng được đâu các chị ơi. Nhiều khi em có đọc chốt nhưng mà bên nhân viên bên chia size ấy thì các bạn ấy sẽ chia chuẩn hơn. Thì ngày mai ví dụ như chiều nay các chị bạn ấy gọi chốt đơn được mã gì thì các chị nhận mã đó nha mọi người nhá. Rồi cái này lên cho em mã hàng là 08 cho em 115.000 cho em nhá mọi người nhá. 115.000. Full size cho bé là từ 17 cân cho đến 37 38 cân, quay đầu cho em váy bèo nha mọi người nhá. 115.000 một cái thôi. Nhà em không có đồ bé trai nhá. Đầm dây em có. Đầm dây em có nhá. Cô chị nào lấy thì comment cho em mã hàng là không set á. Set quần áo không có đâu chị ạ. Set quần áo nhà em chỉ có set bộ thôi, quần áo thì chỉ có đồ bộ thôi ạ, đồ bộ thôi nhá, chứ còn không có quần áo, quần bò, không biết hay là quần legging đâu. Rồi chị nào lấy thì comment con này là 08 cho em màu vàng này, 08 lên màu hồng này, 08 lên cho em màu xanh cho em nhá, 08 nhá. Con này là 08 cho em 115.000. 115.000 đồng cho em. Hoài Phương lên số điện thoại giúp em nhá. 115.000 cho em ba màu cho em đẹp lắm. Cái này hoa nhí rất là xinh luôn. Ở trên live màu như thế nào thì ở ngoài màu nó hệt như vậy luôn. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán giúp em nhá mọi người nhá. Cái này chất liệu của nó là thô boy cho em nhá mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment là 08 đi. Bụng da cá có đây, bụng da cá nhiều lắm mà. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 09 này. Bây giờ còn size 35 cân à? 30 cân. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 09 này. Số to như thế này mà. Cái 6 to như cái gì? Không, nhưng mà nhiều đứa nó cao, bán 6 cũng cao. Con nấm nhà em chỉ có biết con nấm là mặc ra mấy cái bộ của nhà con này, nó mặc số 6 vừa. Nhà con này số 6 thì chỉ bằng đây, chỉ bằng cái bộ này chứ mà. Số 6 nhà cái con bê bê này. Ừ. Số 6 nhà con này thì bằng số này chứ mấy, hơn nhất tí. Bằng số 7 nhà đây chứ mấy. Rồi. Rồi mã tiếp theo lên cho em này, mã số 09 này, lên bộ cho em nhá. Mã số 09 cho em này. 07 em hết rồi ạ. 07 hết nha, 07 hết rồi. Rồi cái này lên cho em bộ gấu 09 này. Con này có size cho bé là từ 18 cân cho đến 32 cân cho em này. Cái này lên cho em là mã số 09 nhá. 139.000 đồng cho em 09 này. 139.000 đồng cho em nhá. 139.000 cho em, con này size 32 cân, quay đầu cho em nhá mọi người nhá.
váy trắng sau là 06, 135.000 nhá chị ơi. Váy trắng sau là 06 cho em vừa lên rồi nhá. 135.000, váy trắng sau là 135.000, 06 cho em nhá. Rồi cái này lên cho em mã hàng là 09 nhá mọi người nhá. Bộ da cá cho em này, bộ gấu da cá cho em. Có size cho bé là từ 18 cân cho đến 32, 33 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. 18 cân này 4 tuổi trở lên nhá mọi người nhá. Từ 4 tuổi trở lên là mặc được rồi, 4, 5 tuổi trở lên cho em nhá. Màu vàng size 32, 33 cân quay đầu. Còn màu hồng là size 28 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. Màu vàng thì 32 cân quay đầu, còn màu hồng là 28 cân quay đầu cho em. Đó, còn size bắt đầu là từ 18 cân trở lên là mặc được rồi cho em. Bộ gầu, bộ hờ, bộ này không còn 43 ký. Rồi ok, Thu Hằng có 09 ok này. Cái này đây là 09, 139.000 đồng cho em nhá. 139.000 đồng cho em, đẹp lắm. Đây, chất liệu là da cá cho em nhá mọi người nhá. Có phối quần này, sọc này rất là sang luôn nhá mọi người. Rất là khỏe khoắn luôn cho em này. Đó, cái này đây là 09 cho em nhá mọi người nhá. 09 vàng, 09 hồng. Nhớ là màu hồng là size 28 cân quay đầu. Màu vàng size 32, 33 cân quay đầu cho em. Rồi ok, Phú cái gì cháy á. Phú Lê có 09 ok này. Nâu Châu Thị có 09 này. Thu Hằng 09 ok nhá. 09 ok, có này lên cho em là 09 nha các bác ơi. 09 cho em 139.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 139.000 đồng cho em. Chị nào nói thì comment là 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 09 cho em size từ 18 cân cho đến 33 cân quay đầu cho em. 09 ạ, cứ comment cho em là 09 cho em kèm số điện thoại hoặc kèm cân nặng cho em là được nha mọi người ơi. Đúng cú pháp em ghi bên dưới. Còn những cái mã sau các chị lên thì chỉ cần lên mã hàng kèm cân nặng là được thôi ạ nhá. Rồi 09 cho em 139.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Bộ gấu vàng thì 32, 33 cân quay đầu, còn hồng thì 27 cân quay đầu cho em. Yến Nguyễn 09 này. Phạm Sen 09 ok, 139.000. 139.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy thì comment là 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các bác nhá. 09 vàng, chất liệu là da cá cho em rất là mềm, đẹp lắm. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha các chị nhá. Máy nơ là máy gì? Máy nơ là máy gì đó? Rồi chị, ôi cái gì cháy á. Thế lắm thôi. Rồi cái này đây là 09 nha mọi người nhá. 09 cho em cái gì khét lắm. Khét lắm ạ. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Ngân pin có 09 cho ok này. Đây còn mấy bộ lưu xe tặng luôn cho em nhé mọi người nhé. Mã tiếp theo này, mã số 10 này. Mã số 10 cho em này. Cái này còn size 30 cân đúng không? Rồi cái này lên cho em mã số 10 cho em này. Mã số 10 cho em này, 36 cân là 36 cân có đấy, chị để lại mã hàng nhá. Rồi ngân kim có 09 này. Rồi cái này lên cho em bộ dập nổi cho em mã hàng số 10 cho em nhé. Con này có size cho bé là tầm từ 20. Rồi cái này lên cho em này, 18 cân đến 30 cân cho em. Mã này lên là mã số 10 cho em. Còn mấy bộ thôi em xem các chị luôn này. 99.000 một bộ nhá. 99.000 một bộ cho em. Chất liệu là, cái này cũng là da cá dập nổi cho em nhưng mà không lựa màu nhá. Mã này không lựa màu, 99.000 giúp em nhá. 99.000 cho em. Mã hàng này là 10 cho em nhá mọi người nhá. Mã số 10 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn cho em. Con này có mấy con thôi ạ. Các chị lên cân nặng cho em nhá mọi người nhá. Dập nổi, cái này là dạng da cá dập nổi cho em rất là đẹp cho em. Size 30 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. 09 cho Nguyễn Nụ rồi ok nhá. Rồi ngân kim có 09 rồi ok này, cho xem váy ở trong gần váy cầu vồng đi ạ. Gần váy cầu vồng là váy gì đó. Rồi Nô Châu Thị có mã số 10 ok. Cái này là không lựa màu đâu các chị ơi. 99.000 đồng cho em nhá. Xét bộ này thì trai gái đều mặc được cho em nhá. Dễ mặc lắm. Trai mà gái đều mặc được cho em. Đây cái này có, đây chất liệu là da cá em zoom gần cho các chị thấy này. Đó chất liệu là da cá rất là dày cho em. Da cá tàu lại một luôn, không bay không xù cho em. Co giãn 4 chiều cho em rất là nhiều. Thấm hút mồ hôi nha mọi người nhá. Mã hàng 10, 99.000 một bộ. Em thấy các chị không mua ở đâu được 99.000 bộ này luôn á. Đẹp lắm, chắc rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Bộ này hết size 40 cân rồi nhá. Hết size 40 cân rồi. Nhung Cherry có 10 ok nhá. Chị Sam Hằng lên số điện thoại đi. Sam Hằng lên số điện thoại giúp em nào. Chị Sam Hằng lên số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. Mã này lên cho em là 10 cho em 99.000 đồng. Mã hàng số 10, 99.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Váy dây màu nâu á, dây màu nâu còn. Rồi chị nào lấy thì comment là 10 cho em nhá. Bộ dập nổi cao cấp cho em rất là đẹp. Size từ 18 cân này, từ 18 cân 5 tuổi trở lên cho em đến tầm 30 cân cho em nhá mọi người nhá. 30 cân quay đầu cho em này. 30 cân quay đầu cho em. Mã hàng 10 cho em nhá. Thu Hoàng có 10 ok. Thùy Dung 10 không lựa màu nhá mọi người ơi. Cái này Hoan Hỷ là không lựa màu giúp em nhá. Cái này em sale lỗ vốn rồi. Em nhập chính phẩm vào là 140.000 rồi ấy. Bây giờ còn có mấy bộ thôi nè. Tặng các chị luôn này. 99.000 một bộ cho em. 99.000 đồng một bộ cho em nhá mọi người nhá.
đồng một bộ cho em. Chị nào lấy thì comment là 10 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em, và có đơn nhận mới nhá. 10 kèm cân nặng cho em nhá. Hôm nay xả nhiều bộ lễ sai lắm, thì là các chị đừng có thoát like nhá. Chia sẻ like giúp em nhá các bạn nhá. Pyjama nhà em thì hết rồi ạ. Hết lớp pyjama rồi chị nhá. Đây dập nổ đẹp lắm. 10 cho em nhá. Mã hàng 10 cho em 99.000. Size 32 cân có nhá. Có 1-2 bộ size 32 cân. Lên mã hàng kèm cân nặng cho em. Rồi Loan Lu này có 10 này, lên số thoại đi chị ơi. Yến Lương có 10 này, ok nhá. Sang Hằng có 0809 này, ok. Mã này là 10, lên số thoại cho em đi các chị ơi. Lên số thoại giúp em và mọi người ơi, chia sẻ like hộ em nhá mọi người nhá. Mã hàng số 10 cho em 99.000 một bộ nhá. Rồi qua mã nha. 20 cân đến 30 cân cho em có size 35 cân quay đầu, nhưng mà có 1-2 bộ thôi. Chị nào mà có size trên 30 cân thì để lại mã hàng kèm cân nặng cho em. Có 1-2 bộ size 35 cân thôi ạ. Rồi, chị nào lấy thì comment là 10 nhá mọi người nhá. Mã hàng số 10 cho em. Còn cái này còn mấy bộ thôi em tặng luôn các chị này. Cái này còn mấy bộ 15-18 cân cho em này. Mã tiếp theo lên cho em này. Bộ này đẹp lắm mà, hết lắm này. Yến Lương có 10 rồi ok nhá. Anh Thu có 10 rồi ok. Mã tiếp theo lên cho em mã số 11. Em còn có mấy bộ thôi em cũng sale luôn. Size 15 cân đến 18 cân cho em này. 4 tuổi quay lại mặc vừa cho em nhá mọi người nhá. Đây mã này lên cho em mã số 10. Mã hàng số 11 cho em này. 15 cân đến 18 cân, 4 tuổi quay đầu cho em tặng luôn 99.000 một bộ luôn. 99.000 cho em, mã này là 11 đi. 11 có 5 bộ tặng 99.000 luôn cho em, bộ phối màu cho em không lựa màu luôn. Cái này cũng không lựa màu nha mọi người nhá, không lựa màu cho em này. Chủ yếu là màu đỏ, chủ yếu là ta tông màu đỏ cho em này. Mã hàng 11 99.000. 11 99.000 đồng cho em. Váy trắng à, váy trắng 135.000 còn màu khác nhá, váy trắng còn màu khác nhá. Cái này size 10 15 đến 18 cân là 4 tuổi quay lại cho các chị yêu nhá. Nhớ là 4 tuổi quay lại thôi, chị nào đã từng nhận từng mua bộ nhà em rồi thì biết chất bao phê luôn các chị ơi. Không đẹp không lấy tiền luôn á. Không đẹp không lấy tiền luôn. Bộ 250 bây giờ tặng 99.000, 15 cân đến 18 cân, không có 28 cân. Rõ, nghe rõ cân nặng không em? Vui lòng nghe rõ cân nặng chốt cho đúng nha các chị ơi, không phải sai nào cũng có đâu. Em đã đọc sai rồi, mất cấp công làm sai thì các chị phải nghe, nghe sai để chốt cho đúng nha. Từ 15 cân đến 18 cân và 4 tuổi quay đầu cho em. 1m15 quay đầu cho em nhá các chị yêu nhá. 1m15 quay đầu cho em, 4 tuổi quay lại cho em nhá mọi người nhá. 4 tuổi quay lại cho em là mặc được cái này cho em. Rồi chị nào lấy thì comment là 11, mã hàng 11 cho em. Kiều Trang có 11 ok này. Khánh Huệ Đỗ có 11 rồi ok nhá. Mã hàng là 11 cho em, kèm cân nặng cho em là có đơn nha các chị nhá. 11 kèm cân nặng cho em là có đơn. 15-18 cân, 4 tuổi, 3-4 tuổi mặc được cho em nhá. 3-4 tuổi mã hàng 11. 11 99.000 một bộ. 99.000 một bộ cho em. Phạm Sen á. À cái kia là Hương Sen. Đúng không? 11 99.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 99.000 cho em này. Phạm Sen có này, Gia Huy Mi có 10 ok này. Chị nào lấy thì comment là 11 cho em nhé mọi người nhé. 99.000 đi. 99.000 cho em nha. Mã hàng 11 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em có đơn. Cái váy này là 06 nha các chị ơi. Đây đợi em xíu lên váy rồi lại lên bộ nhá. Cái này là 06 giúp em nhé mọi người nhá. Các chị ơi lên cân nặng đi, hàng lại sai lên cân nặng cho em với. Bắc Cam còn tí sale luôn. Rồi cái này lên cho em mã hàng là 06 này. Váy sốt vân hoa rất là đẹp luôn. Con này mã hàng 06 size 18 cân đến 37 cân, 35-37 cân cho em này. Mã này lên là 06 135.000 nhiều màu. Cái này lên là 06 cho em 135.000 nhá. Bộ 12 cân thì em không có rồi. 06 cho em này, màu vàng này. Cái này là dạng tay bồng váy, gọi là váy tiểu thư đẹp lắm. 06 nha mọi người nhá. Mã hàng 06 cho em size 18 cân đến tầm 38 cân cho em, 10 tuổi quay lại cho em. Từ 4 đến 10 tuổi mặc vừa cho em. Mã hàng 06 135.000 đồng cho em thôi ạ. 06 màu Yến vàng này. Yến Vũ lên số điện thoại ạ. Yến Vũ lên số thoại 06 màu hồng này. Yến Vũ lên số thoại, các chị lên số thoại để em không phải hỏi số thoại nha mọi người nhá. Hoặc là lên số thoại đi. Vũ nào 36 cân, em không có bé trai đâu các chị ơi. Rồi nha, váy hè lại sai à, váy hè lại sai có nhưng mà bây giờ đang lên bộ là chị ơi. Rồi nhá, cái nào lên cho em mã này là 06 nhá, chị nào lấy 06 thì comment là 06 cho em nhá mọi người nhá. 06 cho em với giá là 135.000 cho em nhá, 135.000 cho em nhá mọi người nhá, rất là đẹp. 06. Rồi cái này lên cho em mã số 0 bao nhiêu đây? 12 à. Đây. Mã tiếp theo lên cho em này, đây, cái này có size gì đây? Có size gì bên kho đấy? Có size 40 có. Vấn đề lấy size 40 cân. Rồi cái này lên cho em mã số, lên cho em này. Mã số bao nhiêu nhỉ?
13. Mã số 12 cho em này. Mã số 12 cho em. Chị Mai lên số điện thoại đi ạ. Ờ, chị Thúy Mai này lên số điện thoại này. Chị Yến Vũ này lên số điện thoại này. Các chị ơi lên số điện thoại đi. Em lên hết cái váy này xong em lại lên bộ cho Thúy Mai và Yến Vũ lên số điện thoại. Rồi mã này lên cho em mã số 12 cho em này. 12 nhá. Con này có size cho bé là từ 18 cân đến 35 cân cho em. Mã hàng lên là 12 cho em với giá 115.000 cho em váy màu nhá. 115.000 đồng cho em váy màu cho em. Váy pha màu chất liệu của nó là thô mềm nha mọi người ơi. Rất là thấm hút mồ hôi luôn cho em này. Cái này mới về. Ở phần ngực là chạy ly này. Ở phần ngực là chạy ly cho em nhá mọi người nhá. Chít ly cho em rất là đẹp luôn. Có dây thắt eo cho em. Mã này lên là 12 nhá. Mã số 12 cho em màu vàng này. Các chị lên số thoại để không bị nhắc số thoại nhá. 12 màu vàng này. 12 lên cho em màu xanh này. 12 lên cho em màu trắng này. Em không có đồ bé trai đâu các chị nhá. 12 lên cho em màu trắng này. 115.000. Mã số lên là 12 cho em 115.000 thôi nhá. Size 35 cân quay đầu cho em. 35 cân quay đầu cho em nhá. Nguyễn Phượng 06 trắng hồng này. Ok này. Trần Hoa này mua một cái đẹp lắm. Cảm ơn chị Trần Hoa này. Rồi Thúy Mai có này. Giang Mimi có 11 số. Ok chị Yến Vũ không lên số thoại à. Yến Vũ lên số thoại này. Rồi ok, mã này lên là 12 giúp em nha các chị yêu nhé. 12 váy pha màu cho em nhé mọi người nhé. 115.000 size cho bé là từ 18 cân đến 35 cân giúp em nhé. 18 cân đến 15 cân, 35 cân cho em nhé. 18 cân đến 35 cân cho em màu trắng này. 12 lên cho em màu xanh này. Và 12 thì lên cho em là màu vàng nghệ này. Cái này là một dạng màu vàng nghệ. Màu nào lên cũng rất là tôn da nhé. Rất là tôn da luôn. Mã là 12, view cứ cao ngẫu lên đấy. Và chẳng có comment. Ờ, cái gì bảo Linh có 06 rồi ok, 1m25 có size. Rồi ok nhá, màu xanh, tử thư màu xanh rồi ok, đợi xí nhá. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số 12, 12 cho em 115.000. 115.000 size đại nha, size 35 cân quay đầu cho em nhá. Trên váy hết rồi chị ạ, trên váy hết rồi nhá. Ờ, chỗ em này đang là miền mùa đông á. Nên là bây giờ bộ là chính á. Bộ với lại áo phao len, các thứ là chính á. Rồi chị nào lấy thì comment cho em là 12 cho em vàng này. 12 lên cho em màu xanh nha mọi người, chấm 3 lên 15. 12 lên cho em màu trắng này. Màu trắng cho em này. Mã số lên là 12 cho em nhé mọi người nhé. Đồng Nai chưa đi đâu được chị yêu ạ. Thanh Mai có 12 ok. Đây mặt sau nhé mọi người ơi, 115.000 một cái thôi. Có 115.000 đồng thôi các chị yêu nhé. 115.000 đồng cho em đẹp lắm. 115.000 đồng cho em trắng xanh vàng cho em nhé mọi người nhé. Trắng xanh vàng. Màu nào tôn da ship toàn quốc 30.000 và bao kiểm tra hàng cho em. Rồi Thanh Mai có 12 đồ ok này. 12 100 mấy đó. 115.000. Rồi cái này tặng luôn cho em này. Cái này có size gì đây? Tổng 3 màu đi. Để em lên em xả luôn. 15 cân cho em đến tầm 30 cân màu trắng luôn. Rồi cái này lên cho em 15 cân đến 30 cân không lựa màu cho em này. 89.000 một cái nhá. 89.000 đồng cho em. Tiếp theo nha mọi người ơi. Cái này lên xả luôn, cái này luôn là mới hết rồi này. Rồi 89.000 lên cho em mã này lên là 13 đi. Nguyễn Thúy 12. Hoàng Ngọc 1m45 không có đâu chị ạ. Hàng y chưa nhận được hàng ấy hả chị Sương Tú hả? Chưa nhận được ấy hả? Rồi để em báo bên điện phát nha. Rồi cái này lên mã số 13 cho em size 35 30 cân đúng không? Màu trắng mà. Rồi cái này lên cho em 15 cân từ 3 tuổi cho em đến 30 cân không lựa màu cho em một con váy nơ ngực này. Cái này là dạng nơ liền nha mọi người nhá. Nơ liền cho em này, tặng luôn cho em với giá là 89.000 một cái thôi mà không lựa màu đâu ạ. Cái này bây giờ không lựa màu được tại vì hết rồi. Hết rồi nha mọi người nhá. Thì sao đó? Chị mới đi hôm nào mà hôm nay mới một quả ít rồi. Chị Sương chị ở đâu? Chị Sương Tú ơi mới đi đơn mà, mới đi đơn được 3 hôm. Chị ở Cà Mau mới đi đơn được 3 hôm mà. 3 hôm à, ở trong miền trong ít nhất là phải cả 5 hôm. Rồi cái này lên là 13 cho em này. Bé trai nhà em không có đâu các chị ơi, nhà em toàn bé gái thôi nhá. Nhà em chuyên bé gái các chị yêu nhá. Rồi Tuyết Vân có 12 ok. Mã này lên là 13 cho em 35 cân có màu trắng nhá. Cái này có 15 cân từ 3 tuổi cho em đến tầm 30-35 cân cho em. Không lựa màu 89.000 một cái. Không lựa màu vui lòng là không lựa màu cho em. Còn 10-15 cái tặng 89.000. Tặng 89.000 đồng cho em váy nâu ngực cho em nhá. Ở phần sau là có phối dây thắt eo này. Cái dạng này là dạng váy công chúa ấy. Cái váy búp bê rất là đẹp. Không lựa màu, vui lòng là không lựa màu giúp em. Nếu như mà đi đơn hai cái em sẽ cho hai màu khác nhau. Chứ còn không lựa màu nha mọi người nha. Lên cân nặng giúp em nha các bạn. Và lên phải lên cân nặng. Cái này phải lên cân nặng. Có 89.000 một cái thôi. Lên cân nặng cho em váy 180-200. Bây giờ tặng 89.000 cho các chị luôn này. Màu nào cũng đẹp, vui lòng.
37 ok này. 35 cân có sai, 35 cân có sai nhá mọi người nhá. Cái này lên cho em là mã số 1389.000, không lựa màu. Vui lòng là không lựa màu nhá. Nhận được đồ bộ vừa đẹp nhưng mà váy bị chật à. Rồi gửi lại đem đủ size cho chị Hạnh Trần nhá. Rồi gửi lại váy đem đủ size cho. Rồi cái này lên cho em từ 15 cân là 3 tuổi là mặc được rồi nhá mọi người nhá. 15 cân là 3 tuổi trở lên đã mặc được rồi cái váy này cho em dùng nhá mọi người ơi. Đến 30-35 cân cho em với giá là 89.000, không lựa màu cho em 13. Thảo Linh 13 ok, Châu Phạm 13 ok này. 13 cho em nhá. Ship toàn quốc 30.000 chứ. Phải có ship chứ các chị ơi, bây giờ xăng lên cái gì cũng lên, bây giờ không có ship thì bây giờ shipper ăn cái gì? Nhà em là em không chịu ship được các chị được, tại vì một ngày mấy trăm hàng làm sao mà chịu ship được các chị được. Không thể hỗ trợ ship được luôn ấy, tại vì bây giờ bưu điện còn bắt khách phải trả tầm 35-40.000 cơ. Nhưng mà em vẫn làm đồng giá cho khách nhà mình là có 30.000 thôi, tại vì bán lâu nay rồi ấy, cũng không muốn cho khách tăng ship đâu. Nên là các chị thông cảm nhá, bán đồ thì dễ rồi, bây giờ miễn ship làm sao được. Quỳnh Nga 13 này, Ngân Kim 13 hai quái ok, Thảo Nguyên 13 ok này. Ok 13 cho em nhá, 15 cân từ 3 tuổi là mặc được rồi. Từ 3 tuổi là 15 đến 30 cân cho em 89.000 đồng cho em các chị yêu nhá. 89.000 cho em, mã hàng là 13, thề bán cái vé này lỗ 8 ngàn luôn. Rồi 89.000 cho em. 89.000 cho em nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Lên tiếp một mã váy này nhá. Rồi em chuyển sang rồi cái váy này lên cho em mã số 14 cho em váy 2 dây này. Cái này là size gì? Size 25 cân đúng không? Rồi mã này lên cho em váy hoa nhí tầng cho em này. Nhận được hàng nhà mình rồi đẹp lắm này. Cảm ơn chị nhá. Em nhận được hàng rồi chị đẹp lắm. Cảm ơn chị Minh Thư nhá. Cảm ơn các chị này. Mọi người ơi nhớ chia sẻ like cho em với các chị ơi, vì là không hiểu sao mà mấy em thấy Facebook nó cứ chậm chậm ấy. Các chị chia sẻ like cho em với nha. Chấm bài tương tác lên giúp em với nào. Mã này lên cho em là mã số bao nhiêu? 14 ạ. À. Con này có size từ 15 cân đến 25 cân cho em thì tầm bao nhiêu 7 tuổi qua lại thôi. Từ 3 đến 7 tuổi mặc được cho em con váy này. Mã này lên cho em mã số là 14 nhá, 69.000. Có mấy cái thôi, xem 69.000 luôn luôn cho em này. Có đồ bộ, đợi xíu lên hết cái này cho em lên đồ bộ cho các chị nhá. Váy nơ ngực 11 cân có luôn. Có 11 cân cái này đúng không? Đây là 11 cân được này. Rồi ok, khoảng lặng KT có 10 váy nơ ngực này là mã 13 nhá. Váy ở sau em là mã số 06 nha các chị ơi, 135.000 nhá. Váy ở sau em là 06, 135.000. Nhà em không có đồ bé trai đâu các chị ạ, nhà em chuyên bé gái thôi. Huyền Bó Thị có 13 rồi. Cái này lên cho em váy hoa nhí tầng. Cái này cũng vui lòng là không lựa màu và còn tầm 20 cái. Em tặng các chị luôn 69.000 một cái cho em nhé mọi người nhá. 69.000 cho em váy hoa nhí này. Chất liệu của nó là thô boy mềm cho em. Dạng thô boy mềm và không nhăn nhé mọi người nhá. Size 15 cân đến 25 cân cho em. Có lên sao nhá, em có lên sao. 15 cân đến 25 cân, mã này lên là 14 đi, đúng không? Mã số 14 cho em nhá, mã số 14 đúng không? 14-69.000, 14-69.000, không lựa màu, cái này là dạng hoa nhí nhá mọi người ơi. Cái này là hoa nhí cho em này, đó. Màu nó gần màu máy thì nó mới tươi nhá, còn các chị nhìn xa thì nó sẽ bị cái nhỏ nhạt màu ấy. Nhìn xa thì nó nhạt chứ còn nhìn gần, nhìn nó gần ngoài đây này thì nó mới đẹp. Mã này lên là 14 cho em, 69.000 thôi ạ. 15 cân đến 25 cân cho em váy 2 dây bèo cho em 69.000 một cái nhá mọi người nhá. 69.000, 14 kèm cân nặng đi nào. 14 kèm cân nặng cho em nha các chị ơi. Lên số điện thoại nào. Chị Nguyên Đinh lên số điện thoại cho em nào. Nguyên Đinh lên số điện thoại nhá. Cái dây màu gì đó. Cái dây màu nó 37 cân hết, hết size 37 cân rồi, cái dây rồi. Rồi ok nhá. Nguyên Đinh lên số điện thoại cho em nhá. Có áo len, có áo len. Đoàn Thủy có 14, Thảo Nguyên có 14 ok. Hết cái này em sẽ lên bộ nhá. Hết mã này em sẽ lên bộ. 14 kèm cân nặng cho em và có đơn cho em nhá. Mọi người nhớ đặt mã nào là phải nhớ hàng cho em nhá mọi người ơi. Không có đặt nhiều đến lúc nhân viên gọi chốt mã lại bảo là không nhớ là chết rồi đấy nhá. Rồi mã 14 cho em 69.000 một cái thôi. 15 cân đến 25 cân cho em, 3 đến 7 tuổi mặc được cho em nhá. 3 đến 7 tuổi mặc được cho em. Chất liệu là thô boy mềm thấm hút mồ hôi cho em. Phần sau có phối dây thắt eo cho em này. Rất là xinh, váy 3 tầng liền ấy. Cái này rất là tốn vải luôn này. Cái này rất là tốn tải luôn ấy mà vẫn xá bạn 69.000 thôi nhá. 69.000, 14 kèm cân nặng đi. 14 kèm cân nặng cho em nhá mọi người ơi. 69.000 một cái nhá. Không lựa màu nhá. Cái này nhớ là không lựa màu nhá mọi người ơi. Toàn hoa nhí cả thôi. Đây nhìn gần cho em này. Đó hoa nhí này. Quỳnh Nga có 06, Nguyên Đinh 14 ok. Thảo Nguyên 14 ok. Chị nào lấy 14 thì comment là 14 cho em nhá. 69.000 nha mọi người nhá. 69.000 cho em. 14 kèm cân nặng cho em nhá mọi người nhá. Hồng Biến lên số thoại đi chị. Có số chưa? Hồng Biến lên số điện thoại nào. Hòa Phát có 14 hai cái ok. 15 cân đến bao nhiêu? 15 cân đến 25 cân, 69.000. Hồng Biến có này. Rồi ok nha, từ 3 tuổi là mặc được rồi các chị yêu ạ. Cái này mặc xinh lắm, rất là xinh luôn ấy. 14 69.000 một
9.000 cho em. Rồi mã tiếp theo lên cho em bộ nhá. Đây lên tiếp bộ cho em, xóa bộ tiếp này. Đây bộ em còn mấy bộ tặng luôn này. Đọc cái bộ này là size gì đấy chị ơi? Bộ hộp lên cho em này. Và về dây yếm, dây yếm có Dung Nguyễn có 14, ok này. 15 đến 20 cân. Rồi cái này lên cho em 15 cân đến 22 cân cho em, không lựa bầu cho em ạ này. 15 cân đến 20 cân đi. Cái này lên là mã số 15 à? 15 nhá. 15 tặng luôn cho em 89.000 một bộ này. 89.000 một bộ cho em nhá. Bộ da cá túi hộp cho em này. Bộ đùi á, bộ đùi không có. Bộ đùi không có đâu chị ạ. Rồi cái này lên là mã số là 15 cho em nhá mọi người ơi. Bộ da cá có túi cho em nhá. Size từ 16 cân đến 22 cân, từ 4 tuổi trở lên là mặc được. Từ 4 tuổi trở lên 16 cân đến tầm 22 cân, quay đầu 4 đến 6 tuổi mặc vừa cho em bộ này. 89.000 một bộ nhá. 89.000 một bộ. Đấy, bán bộ quần áo lỗ 40.000 đấy các chị này. 89.000 một bộ thôi ạ. Em nhập vào 130-140 đấy là bán phải tầm 180. Còn bây giờ xả lỗ cho các chị 89.000 đồng cho em nhá. 89.000. Mã hàng cho em là 14 đi. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là 15 cho em nhá. Mã số là 15 cho em. Mã số là 15 cho em. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em 89.000 một bộ nhá. 89.000 15 cho em nhá mọi người nhá. Nguyễn Phượng dồn đơn hôm qua không? Hôm qua đi đơn rồi chị Nguyễn Phượng nhá. Hôm qua là đi đơn rồi chị Nguyễn Phượng nhá. Có nhân viên gọi cho đơn là đi đơn rồi, còn hôm nay là đi đơn tiếp nha. Nhớ nha. Nhớ là đi đơn 2 3 ngày liên tục là có đơn đấy nhá mọi người nhá. Không có là lên bảo là nhận một đơn thôi là không được đâu nhá. Lâm My có 15 ok này, Phương Nam 12 ok, mã này là 15 đi. Phương Nam có 15 rồi, ok. Đúng rồi, nãy comment sai đúng không? 15, cái này là 15 cho em nhá. 89.000 một bộ. 89.000, em thề các chị em nhập bộ này 130.000. Nó sai làm chó luôn. Nó sai làm chó luôn đấy. 89.000, 89.000. Thôi chấp nhận lỗ để đi đơn thôi. Để đi cho hết đi, 89.000 thôi, có mấy bộ thôi ạ. 89.000, 15 nhá mọi người ơi. 15, 89.000 đi nhá. Còn lên cho em bộ và số 7 30 cân hoặc 25 30 cân. Rồi, cái này lên cho em này. Rồi cái này lên cho em này. Một bộ size 18 cân này. Rồi, 15 rồi ok. Rồi 15 hết nhá. Thôi chọn nhiều thế, 89.000 chắc chọn nhiều thế. Mã này lên cho em này. Ok, bán hết 89.000 luôn, cả kho luôn. Mã này lên cho em mã số 16 đi mọi người ơi, có 3 bộ thôi này. Size 25-30 cân và có một bộ là size 18-20 cân. Mã này lên là 16 nhá. Tặng luôn cho em 89.000 luôn cho em này. 89.000 luôn bộ này. Mã này lên là 16 đi. 16 nha. Một bộ 18 cân và 3 bộ là size 28 cân nhá. Nhớ nha. Một bộ 18 cân và 3 bộ 28 cân cho em. Mã này lên là 16, 89.000 luôn. Bộ báo hồng. Báo hồng 16 nhá. Kèm cân nặng cho em 89.000 bộ da cá hết nhá. Toàn bộ là da cá không phải thun cốt tông đâu. Nhà em không chưa? Nhà em hàng thun thì bán lâu lắm rồi. Bây giờ là hàng cốt tông nhá mọi người nhá. Hàng cốt quên hàng da cá nhá mọi người nhá. Quên hàng cốt tông. Chết sợ không nói nhầm ấy. Mọi người ơi, chia sẻ like cho em và đi các chị nha. Một chị lên cho em xin một lượt chia sẻ like đi nè. Rồi 16 cho em nhá mọi người nhá. Rồi lên cho em bộ xuất hàng này. Bộ xuất hàng cho em này. Mã tiếp theo đây là mã số 17 này. Bộ xuất hàng cao cấp cho em này. Bộ này bây giờ có sai gì? Phải đủ sai đúng không? Rồi mã số 17 cho em này các chị nhá. Mã số 17 cho em này. Mã số 17 cho em bộ xuất hàng nha mọi người ơi. Bộ xuất hàng cho em này. Cái bộ xuất hàng nha mọi người nhá. Cái này là hàng xuất hàng kiểu hàng Quảng Châu rất là mịn. Size cho bé là từ 20 cân đến 30-35 cân, 35-37 cân cho em. Mã này đây là 17 đi. 17 cho em nhá mọi người nhá. Mã số 17 cho em với giá là 109 như một bộ thôi. Size 37 cân quay lại nha mọi người nhá. 35-37 cân quay lại cho em bộ xuất hàng siêu mịn luôn. Cái này là dạng cái này em không biết gọi là chất gì nhỉ. Các chị chắc là chắc chắn các chị đã mua từng mua cái bộ này rồi. Càng mặc nó càng lì ấy, nó càng lì cái chất là nó rất là mịn. Nó không bị mai, không bị ráo nha mọi người nhá. 16 hết rồi, 16 hết rồi sao cho nhiều thế. Mã này lên là 17 cho em thì 109 nghìn một bộ cho em nhá mọi người nhá, không lượng màu. 109 nghìn một bộ cho em, mã số là 17 cho em nhá mọi người ơi. 17 bộ xuất hàng cao cấp cho em nhá mọi người, cái này em có úp hình ấy. Màu ngẫu nhiên thôi mọi người nhá, màu ngẫu nhiên thôi. 20 cân cho đến 37 cân cho em nhá. 20 cân đến 37 cân cho em này.
16 hết rồi. Mã này là 17 cho em. Cái này là 17, 15, 16 em hết rồi. Các chị dừng chốt nha. 109.000 mã số 17 cho em. Bộ xuất hàng cao cấp cho em này. Bộ này thị trường bán 220 nhà em bán có 109.000. Bộ xuất hàng cho em chất nó mịn lắm. Cái này mặc ở nhà đi ngủ này rất là thích luôn nha mọi người nhá. Có tông màu hồng, màu vàng nhưng mà không lựa màu đâu, em chỉ lên màu cho các chị xem thôi. 109.000 một bộ, mã hàng là 17 cho em. 109.000. Minh An Thân có 17, ok. Huyền Trần 17 này. Vivi có 17, ok. Size 37 thân quay lại nha mọi người nhá. 109.000 một bộ cho em. 109.000 một bộ cho em đấy các bác nha. Nó rất là đẹp, đẹp lắm. Cái bộ này càng mặc nó càng lì, chất đấy, hàng Quảng Châu đấy các chị nhá. Cái này là hàng Quảng Châu xịn luôn đấy, có túi zip các thứ đàng hoàng luôn. 109.000 một bộ, 20 cân cho đến 35, 37 cân quay đầu cho em. Không lựa màu nhá, không lựa màu cho em. 109.000, tại vì cái này hàng ở bên Trung người ta gửi về là 1G là có 3 màu ấy. 1G có 3 màu khác nhau và 3 size nó khác nhau hoàn toàn, nên là không thể lựa màu được luôn đấy mọi người ạ. Chứ không thì em cũng thích cho các chị được lựa màu lắm ấy. Rồi nhưng mà chủ yếu là tông màu hồng nhá mọi người nhá, chủ yếu là tông màu hồng hết cho em. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã hàng là 17 cho em, 109.000 một bộ cho em, bộ xuất hàng cao cấp cho em nhá. Bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận, các chị nhận cái bộ này chất siêu phê luôn. Bộ này không có 13 cân. Mã này lên là 17 cho em nhá mọi người nhá. Mã số 17 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn, 109.000 một bộ nhá. 109.000, full size từ 20 cân cho đến tầm 35 cân quay đầu cho em. Có cả màu bé trai các chị ơi, em quên mất nhở. Có cả màu bé trai nhá. Đây có cả màu bé trai. Có cả màu bé trai nha các chị yêu, các chị chỉ cần comment là bé gái hoặc là bé trai cho em là được nhá. Bé gái hoặc là bé trai cho em là được. 109.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Đây màu xanh của bé trai này, xanh ghi cái kiểu như màu xanh chì ấy của bé trai cho em. Mã hàng là 17 cho em nhá mọi người nhá. 109.000 đi. 109.000 cho em nhá, còn mấy áo đó thì sale luôn. Hai nghìn đấy. Màu hồng này với màu vàng này quá. 25 cân đến 35 cân à? 35 cân. Bộ gỡ sau à? Màu hồng và màu dâu. Rồi ok, em sẽ lấy cho các chị hai màu khác nhau, yên tâm là lấy hai màu tặng màu đẹp thôi. Các chị cũng phải nghĩ là em lấy toàn màu đẹp để em mới bán được đúng không? Lương bộ có 17, ok. Bộ đen này hả? Bộ len bộ đen này cho em này. Ơ cái này có tặng màu hồng đúng không? Hôm nay có tặng màu hồng đúng không? Đen màu hồng đúng không? Rồi bộ này lên cho em bộ gấu này. Mã này lên cho em là mã số 18 này. Size gì? Size này 7 cân à? Rồi bộ này lên cho em size tận 5 còn số 7, số 8 qua dọn làm à? Số 7 mà. Cái này lên cho em size cho bé là từ 17 cân đến 27 cân cho em, 18 cân đến 28 cân cho em bộ này nhá mọi người nhá. Bộ gấu mất chị à, bộ gấu bugri cho em, bộ gấu bugri hàng cao cấp cho em siêu đẹp luôn. Chất liệu là da cá nha mọi người nhá. Size 18 cân đến 28 cân này. Mã này lên cho em mã số là 18. Mã số 18 cho em, 149.000 một bộ cho em nhá, hàng cao cấp. Chạy bo sườn các thứ rất là đẹp luôn này. Cái này chạy bo chữ nhá mọi người nhá. Phối bo chữ cho em, cái này đắt nhất là cái này luôn. Và ở đây là gấu theo này. Đây là gấu theo cho em này, bo tay này, nó rất là xịn sò luôn, có hai màu hồng và màu đen cho em. Màu hồng và màu đen cho em. Mã hàng này lên cho em là mã số 18 nhá. Mã số 18 cho em, 149.000 một bộ cho em, màu hồng và màu đen cho em nhá. Size 18 cân đến 28 cân quay đầu. Nhớ là 18 cân đến 28 cân quay đầu cho em. 149.000 một bộ. Mỹ Kiều có 18, ok. Mỹ Kiều hôm nay có đơn đúng không? Kim Anh Phạm Thị có 17 rồi, con trai ok này. Toàn Thủy có 17 đúng không? Rồi Đoàn Thủy có 17, hai bộ bé trai ok. Chị Lương bộ có 17 rồi ok. Bộ này lên cho em bộ gấu này là mã 18 nha các chị ơi. Cái gấu ở sau này rất là xịn sò luôn. Hôm nay là có màu hồng ấy. Hôm qua không có màu hồng. Hôm nay có thêm màu hồng có mấy bộ thôi. Một di có hình như có 8 bộ thôi. Size từ 18 cân đến 28 cân cho em. Mã hàng lên là 18 cho em, 149.000 nha mọi người nhá. Lên cân nặng đi mọi người ơi. Lên cân nặng để có size luôn, để có được chia hàng luôn nhé mọi người nhé. Tại vì các chị mà không lên cân nặng đến lúc mà gọi chốt đơn là hết size mất rồi. Hàng trẻ em là cứ có 1-2 bộ là size to thôi, còn đâu toàn size nhí hết các chị ạ. Lương bộ có 18 ok này, các chị vui lòng lên cân nặng nhá. Rồi 18 cho em bộ gấu cho em này, size 18 cân đến 28 cân, 149.000, 149.000 đồng một bộ cho em. Màu hồng với lại màu đen cho em này các chị yêu nhá. Màu hồng và màu đen cho em, màu hồng và màu đen cho em. Mã hàng là 18 đi. 18 cho em nhá mọi người nhá. 18 hồng,
18 đen, 18 cho em chất liệu là da cá hàng cao cấp cho em nhé mọi người ơi. Size 18 cân đến 28 cân cho em nhé mọi người, đẹp lắm. Cái bụng này mặc lên rất ăn chơi luôn mọi người ơi. Cái kiểu dạng như là mặc nó ôm hơi ôm vào người, xong rồi nó lòi cái bo này ra này. Đây mặc cái kiểu nó ôm và xong rồi nó bô rông cái bo này này. Đẹp lắm, rất là đẹp, chất liệu là da cá cho em nhé mọi người nhé. À, bé trai này lấy màu đen đi, bé trai này lấy màu đen nhá. Rồi ok, Lê Thị Hiền có bộ gấu này, 18kg ok này, và 22kg này, đẹp lắm. Chưa có số nào bán luôn. Ở ngoài thì đang bán ít nhất là phải tầm gần 300.000 bộ này. Phải bán gần 300.000 nhé, bán bằng giá em nhập sĩ vào cho các chị luôn ấy. Em nói thật là chỉ lời cũng 5.000 với 10.000 một bộ thôi, nhưng mà bán kiểu số lượng nhiều ấy thì là vẫn hơn đúng không? Rồi, đây các chị đừng có bom hàng em nha. Nhớ đấy, đừng có bom hàng em. Em cho kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho các chị nhá. Rồi, mã này lên là 18 cho em đây các bác nhá. 149.000 một bộ. Em gấu rất là đẹp luôn nhá mọi người ơi, bộ này đẹp lắm. Hết rồi, gần hết rồi. Chị nào lấy thì comment là 18 đi. 18 nhá mọi người nhá. 18 kèm cân nặng cho em là có đơn nha các chị nhá. 18 kèm cân nặng cho em là có đơn cho em nhá. Phạm Hường có 18 bé trai này. Lê Thị Hiền có bộ gấu 3 bộ 18kg 22kg ok này. Rồi 18 cho em nhé mọi người nhá. Lên cái dây. Cái dây vừa lên cái lúc nãy vừa đó. Cái dây không có nhiều đâu. Mã này tiếp theo lên cho em mã số 19 này. Còn một ít sale luôn nhá. Cái to này. Áo gió nhá mọi người ơi. Áo gió lót nỉ này. Mã tiếp theo mã hàng 19 này. Ủa? Áo gió lót nỉ cho em size 25 cân đến 35 cân cho em này. Còn 5 cái tặng 99 đi một cái nhá. Tặng 99.000 đồng một cái cho em. Mã hàng lên là 19 cho em. Size 25 cân đến tầm 35 cân quay đầu cho em có màu vàng này. 19 lên cho em màu vàng này. Và 19 lên cho em màu hồng này. Màu vàng và màu hồng cho em nhá. Gió siêu mềm luôn cho em. Và đặc biệt là bên trong nó có lớp nỉ nha mọi người nhá. Có lớp nỉ cho em nhá mọi người ơi. Lớp nỉ bông cho em rất là mềm. Siêu mềm cho em nhá mọi người nhá. Ấm cho em. Cái này miền Bắc mặc được, miền Nam mặc được mà. Mã này lên là 19 đi. 19 cho em 100, à quên 99.000 thôi. Hôm nay sale 99.000 thôi thì hết rồi. 99.000 cho em nhá. 25 cân đến 35 cân cho em nhá mọi người ơi. 19 vàng, 19 hồng cho em này. Một bộ hồng, một bộ đen, Lê Thị Hiền ok nhá. Nguyễn Thúy có 18, 22 cân mặc vừa mà. Đến tận 28 cân mà. Tuyết Tuyến Hà không thể gọi á. À, một là chị cho sai số thoại, hai gọi không được, và ba là sai số thoại đấy nhá. Không giới hạn cân nặng. Rồi ok, giờ mình làm bên nào mình thấy cảm giác phù hợp thì mới bán mới làm đấy. Rồi ok, Huyền Phùng này, chứ em gửi nhiều bên rồi mà, gửi hết rồi ấy. Rồi Huyền Phùng có 19 ok nhá, áo gió cho em nhá mọi người ơi. 35-37 cân quay đầu cho em nhá. 35-37 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. Má này lên là 19 đi, có mấy cái thôi, lên cân nặng cho em đi. 25 cân đến tầm 35-37 cân cho em, màu vàng với màu hồng cho em 100, à quên 99 đi. Nhầm cứ nhớ cái giá hôm trước bán 150. Hôm nay tặng 99.000 cho các chị luôn nhá. 99.000 cho em. Mã này đây là 19 cho em nhá mọi người ơi. Không có 13 cân. 13 cân áo khác. 13 cân lên áo khác cho em. 19 Huyền Phùng này. Minh Châu có 19 ok này. 99.000 nhá. 99.000 cho em. Màu hồng. 19 lên màu vàng. Hồng vàng cho em. 25 đến 37 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. 25 cân đến 37 cân cho em. Mã hàng là 19 kèm cân nặng cho em đi. Nhung Cherry có 19 ok này. 99.000 nhá. 99.000 đồng cho em. Đẹp quá. Cái này nó mềm lắm, cái chỗ siêu mềm nhá. Gió không thấm nước nha mọi người nhá. Áo này không thấm nước nhá. Không thấm nước cho em. Chị nào lấy thì comment là 19 kèm cân nặng cho em, là có đơn cho em nha. Túi này. Đây có túi này. Rất là xinh. Mà cái gió này nó mềm lắm. Cái gió này nó rất là mềm. Các chị ơi chấm bài và chia sẻ like lên cho em với nha. Chấm bài và chia sẻ like lên cho em với nhá. Nguyễn Huệ có 19 ok. Áo gió nha. Mã số 19 này. Size cho bé từ 25 đến 37 cân cho em 99.000. 99.000 nha mọi người nhá. Chị nào lấy 19 thì comment cho em là 19 kèm cân nặng vàng với hồng cho em nhá mọi người ơi. Vàng với hồng nhá. Rồi xả tiếp này. Vàng với hồng cho em. À lên quần jean này, mã số 20 này. Hôm trước nhận được váy rồi ưng lắm. Cảm ơn chị Mùi Nguyễn nhá. Rồi mã lên cho em quần jean, quần jean hộp này. Xuất hàng xuất nhật cho em 100% cốt tông luôn cho em. Mã hàng lên cho em là 20 nhá. Bé trai nhà em không có rồi. Tí này em lên cho mấy cái áo bé trai nhá. Rồi cái này lên cho em mã số 20 quần chip cho em này. Chip nhật cho em nhá mọi người ơi. Cái này là hàng xuất nha mọi người nhá. Hàng hộp đàng hoàng luôn cho em này. Một hộp 5 cái cho em này. Một hộp 5 cái cho em nhá. Chất liệu chip là 100% cốt tông luôn cho em này. Đây cái này co giãn rất là nhiều luôn. Rất là thoải mái nhá. Size 2 18 cân đến 40 cân quay đầu cho em.
18 cân đến 40 cân quay đầu cho em. Mã này lên cho em mã số là 20 cho em với giá là 20 chip cho em nhá. 5 cái là một hộp 99.000, 5 cái. Còn 10 cái thì là 195.000 cho em. Chip Nhật cho em nhá mọi người nhá. Hàng hộp đàng hoàng luôn nha các chị luôn này. Đây cái này một hộp 5 cái đúng màu luôn. Bảng màu 5 cái cho em nhá mọi người. Cứ một hộp 5 cái cho em đúng màu luôn cho em. Hàng 100% cotton luôn cho em nha các chị yêu nhá. 100% cotton luôn, siêu co giãn luôn. Cái phần đúng quần này, cái phần đúng quần nó có một cái lớp thấm hút mồ hôi này, kháng mùi kháng khuẩn cho em. Chip cho em 5 cái là 99.000 nhá. 5 cái 99.000 có đúng size từ 20 cân cho đến 18 cân cho đến 40 cân cho em. 18 đến 40 cân tại vì nó co giãn rất là nhiều luôn này. Cái phần đùi này, cái phần đùi bé nào mà đùi to ấy, cái đoạn này nó rất là mềm. Rất là mềm cho em nhá mọi người nhá. Rất là mềm cho em. Chị nào lấy chip thì comment cho em là chip đi. 5 cái 99.000, 10 cái 195.000 nhá. Mua 10 cái là được rẻ hơn đấy. Cái này bên ngoài là đang bán là 300.000 một chục. 300.000 một chục luôn, siêu co giãn luôn cho em, quần hộp đàng hoàng luôn nha các chị nha. À, một hộp đúng màu và không lựa màu nha các chị ơi. Cái này là gọi là màu ngẫu nhiên thôi chứ không ai lựa màu cái này luôn đấy. Không ai lựa màu được luôn đấy. Chị nào lấy chip thì comment cho em chip Nhật cho em nhá mọi người nhá. Chip Nhật kèm ví dụ như là chip 5 hoặc là chip 10 cho em là được nhá. Comment cho em chip 5, chip 10 cho em là được. 99.000 5 cái. Đây đủ màu luôn nhá mọi người ơi. 3 tháng nên thay đồ lót cho con một lần nhá mọi người nhá. Nhớ là 3 tháng nên thay đồ lót cho con một lần. Comment cho em mã số 20 hoặc là chip 5 hoặc chip 10 cho em là được. 18 cân cho đến 40 cân cho em nhá mọi người nhá. 18 cân đến 40 cân cho em, bao chất bao giá luôn, siêu co giãn luôn này, nó mềm lắm. Và rất là sướng luôn cho em nhá. 4 ngày rồi chưa nhận được á. Ok Tâm Như này. 4 ngày rồi à? 14 ngày mà. Rồi ok nhá, cá sấu chua có chip này ok này. Mã chip cho em là 20 nha các chị ơi. 99.000 5 cái cho em nhá. Nhớ là 3 tháng nên thay quần chip cho con để bảo vệ sức khỏe cho con nha các chị yêu nhá. Nó rất là nhiều màu, toàn màu xinh thôi mà nó chất nó mềm lắm các chị ơi. Đặc biệt là cái chất nó rất là xịn luôn á. Hàng hộp nha mọi người ơi, hàng suốt cho em này rất là đẹp luôn á. Chị nào lấy thì comment cho em là chip mã số là chip 5 hoặc chip 10 đi. Chip 5 hoặc chip 10 cho em nhá. Chip đùi nhà em hết mất rồi. Hôm nay chip đùi hết mất rồi các chị yêu nhá. Chip đùi hôm nay em hết sạch luôn. Rồi chị nào lấy thì comment cho em chip này. Đó xinh chưa? Đẹp lắm, toàn màu đẹp thôi, toàn màu sạch thôi. Rất là xinh nhá. 18 cân đến tầm 40 cân cho em nha các chị yêu nhá. 18 cân đến 40 cân cho em. 5 cái là 99.000, còn 10 cái là 195.000. Mua 10 cái được rẻ hơn 5.000 đó. Mua 10 cái rẻ hơn 5.000. Nha mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment là chip cho em nha mọi người nhá. Đó. Chị nào lấy thì comment là chip cho em một hộp đúng màu, chip 5 hoặc chip 10 nha các chị yêu nha. Mẹ nào 40 cân thì cũng mặc được á. Mẹ nào 40 cân cũng mặc được. 18 cân cho đến 18 cân cho đến 40 cân giúp em nha mọi người nhá. Đây một hộp đúng màu luôn. Một hộp đúng màu luôn cho em nhá mọi người nhá. Mã 20. Lúc nào có chip đùi em sẽ đăng lên cho nhá. Rồi Nguyễn Hằng có 20 này. VV có chip này ok nha. Nhà em luôn luôn là bán chip hộp như thế này, hàng chuẩn hộp, hàng chuẩn cotton 100% luôn cho em nhá. Các chị lúc nào hết chip thì lại lên đây mua chip cho em nha các chị yêu nhá. Hết chip thì lại inbox cho em để mua chip nha mọi người nhá. Nhận hàng phê luôn, bao kiểm tra thoải mái trước khi nhận cho em. Bộ đen có size 14 24 34 cân không? Bộ đen có size 14 à, 14 cân không vừa đâu. 14 cân rộng lắm. Vừa size 24 cân. Vừa size 24 cân. Sau Nguyễn có chip, Nguyễn Hằng có chip ok. VV có chip 10 cái, Dương Dương Lê có 5 cái ok nhá. Rồi chị nào lấy chip thì comment là quần chip cho em nhá. Rồi bây giờ lên tiếp bộ hả? Lên bộ hay lên cái gì? À bắt ca nha. À đâu xin tiếp bộ đi. Xin tiếp bộ đi. Cái bộ màu nâu với lại cái bộ của đồ hồng. Cái này sai gì nhá. Mà hãy làm con hơi lâu chưa. Rồi bộ này lên cho em mã tiếp theo này. Chị Thị Trâm này có mã 19 này. Thi Huynh có chip 5 này. Ok nha. Thị Trâm có mã 19 và 20. Rồi ok chị này. Rồi cái này lên cho em nhá. À đây em tặng các chị cá này mọi người ơi. Tặng luôn các chị này. Áo này lên cho em này. Đây áo này lên cho em mã số lên là 21 cho em này. Tặng luôn áo này cho em này. Size gì đấy, đủ size đúng không? Rồi cái này lên cho em nhá mọi người nhá. Mã số lên là 21 cho em áo da cá nhá. Áo da cá nhá. Quần chip thì là 5 cái có 99.000 thôi. 10 cái là 195.000. Size từ 18 cân cho đến 40 cân. Quần chip nha các chị nhá.
các chị cứ mua 10 cái cho con thay đổi liên tục mọi người ạ. À, cái này là không được mặc lâu ấy, cái này là đặc biệt là không được mặc lâu. Bộ gấu đằng sau 149.000 nha chị Xuyên Ba nhá, mã số là 18. Hà Hảo có chip này, Lê Trân có chip ok, Khánh Nguyên có chip, Nam ok, Thùy Huynh có chip ok nhá. Rồi Trang Nguyên này chip, Diệu Phước có chip ok, Lê Trần này có chip 10 cái ok chị này. Rồi nha, mọi người ơi lên cho em Hà Hảo có chip này ok. Rồi cái này lên cho em này, áo nhá. Em tri ân các chị một mã này này, size cho bé là 15 cân đến 35 cân cho em áo này. À, chip thì là 5 cái 99.000, còn 10 cái là 195.000 quần chip nha mọi người nhá. Chip Nhật cho em á, chip Nhật hàng xuất Nhật đấy. Đây. Đây quần chip đây nhá mọi người ơi, đây quần chip nhà em đây nhá, một hộp như thế này luôn 5 cái này. Một hộp 5 cái đủ màu luôn, là không lựa màu đâu ạ, không thể lựa màu được ấy. Vì là màu khác nhau. Rồi nha, 100% cốt tông cho em, bao kiểm tra thoải mái trước khi nhận, em thề các mẹ luôn, cái chip này bán ở bên ngoài 300 một chục. Nhà em có 195.000 một chục cái thôi, còn mua 5 cái là 99.000 nha mọi người nhá. Cứ comment cho em là chip 5 một chip 10 là được nhá. Áo này em tặng các chị luôn này, 65.000 một cái. 65.000 một cái đi. 15 cân đến 35 cân cho em 65.000 nha mọi người nhá. 65.000 cho em. Có đồ bộ quần lỡ cho bé 40 kg á, quần lỡ quần đùi 40 kg có nhá. Trời ơi, quần đùi à, quần quần ngố có 40 kg nhá. Có luôn. Mã này lên cho em là 21 đi. Mã này lên cho em là 21 đi. Mã số 21 cho em nhá mọi người nhá. Mã số 21 cho em nhá. Áo da cá, áo da cá cho em này, áo tôm ở đây đi cho em là chất liệu là da cá cho em nhá mọi người nhá. Size cho bé này, size cho bé là từ size cho bé là cái gì, có màu đen không? Các chị ơi hỏi mã, các chị hỏi mã em nhá. Các chị hỏi trống không thì em chẳng biết là có gì không. Các chị hỏi em thì hỏi mã nhá. Rồi cái này lên là mã số 21 cho em, 65.000 một áo nhá. 65.000 đồng một áo cho em, size 15 cân đến 35 cân cho em, màu hồng, màu cam, màu xanh này, có đủ màu cho em nhá. Hồng cam xanh cho em nhá mọi người nhá. Trang Nguyễn có chip này 35 cân này, các chị comment là chip 5 hoặc chip 10 nhá mọi người nhá. Chip 5 hoặc chip 10 là được nhá. Em không bán bé trai là vì em không thích bé trai. Áo phao 27 cân có nhá, áo phao 27 cân có nhá. Rồi Ngọc Châu 21 ok này. Thanh Vân 21 không có đen, không có đen. Em có 3 màu này thôi, em lên màu gì là có màu này thôi nhá. 65.000 một cái, da cá cho em nhá mọi người nhá. Cái này nam mặc được, miền Bắc mặc được, miền Nam mặc được, trai mặc được, gái mặc được cho em. Cái này thì không kén nhá mọi người nhá. Không kén, không kén màu, không kén bé trai bé gái gì đấy. Rồi cái này lên cho em, mã này lên là 21 đi, 65.000 15 cân đến 35 cân cho em nhá. Mã số 21 áo tôm cho em này. Áo tôm cho em 15 cân đến 35 cân. 15 cân đến 35 cân, 65.000 đồng cho em nhé mọi người nhá. Áo nỉ khoác, áo nỉ khoác không có, áo phao thôi mọi người ạ. Áo phao của bộ. Áo phao, áo bắc ca của bộ. Rồi chị nào lấy 21 thì comment là 21 cho em nhé mọi người ơi. 21 này, 21 kèm cân nặng cho em là có đơn nha các chị nhá. 15 cân đến 35 cân, 65.000. 21 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. Rồi này lên cho em này, mã tiếp theo lên cho em bộ này. Mã 62 này, à 22 này. PV 21, 35 cân vừa. Em đặt từ 15 cân đến 35 cân mà. Dung Lê 20 này, Trang Lê có chip 10 ok chị này. Nguyễn Huệ 21, Phạm Hường 21, 3 cái. Trời đúng, mua 3 cái cho con mặc thay đổi. Em nói thật là đẹp lắm. Linh Nguyễn 21 và cái đấy là hàng da cá đấy. Trang Nguyễn chip 10 ok nhá. Rồi 21, 35 cân vừa. Bộ đen kia thì chỉ có size 24 và 26 cân thôi nhá, chị Thanh Văn nhá. Bộ đen ở sau em nhá. Rồi này, Linh Nguyễn có 21 này, Nhung Vi 21 ok này. Trai gái đều mặc được, trai gái đều mặc được nha. Chị ơi, mã số 21 trai gái đều mặc được, không kén trai gái gì luôn ấy. Rồi vì đấy là hàng thể thao mà. Rồi cái này lên cho em mã số 22 này, bộ theo chữ này. Size cho bé 18 cân đến 25 cân cho em, 4 đến 6 tuổi mặc được cho em. Bộ này em tặng các chị luôn 109.000 một bộ. À 115.000 một bộ cho em. 115.000 một bộ cho em nhá mọi người nhá. 115.000 cho em, mã hàng này lên là 22 đi. 22 đúng không? 22 nhá, size 25 cân quay đầu cho em. Bộ khóa này, bộ khóa này có thêu chữ toàn bộ, cái này là thêu chữ cho em này. Có bộ 34 cân màu đen, đợi em xíu nhá. Có. Rồi, cái này lên cho em mã số lên là 22. 22 cho em với giá là 115.000 một bộ. Tặng luôn 115.000 thì hết rồi. Size cho bé là từ 18
xíu nhá. Đợi em một xíu nhá, để em lên lại cho. Cái đấy em lên rồi mà. Mã hàng cho em là 22 nha các chị yêu nhá. Mã số lên là 22 cho em 115.000. 115.000 đồng cho em. 115.000 một bộ. 115.000 đồng cho em nhé mọi người nhá. Cái này có mũ này. Dạng này là áo khoác nha mọi người nhá. Cái này là dạng áo khoác này, chứ toàn bộ cái phần này là theo này. Đó, toàn bộ cái này là theo cho em nhé mọi người nhá. Size cho bé là từ 18 đến 25 cân cho em, 4 đến 6 tuổi là mặc được cho em. 115.000. Bé trai thì em không có rồi. Bé trai á. Bé trai em có bộ xuất Hàn thôi. Bé trai em chỉ có bộ xuất Hàn thôi. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 22 nha các chị nhá. 22 kèm màu cho em là có đơn nhá. 115.000 bộ da cá nha mọi người nhá. Bộ da cá cho em 115.000 nhá. 115.000 size 25 cân quay đầu cho em. 22 cho em nhá mọi người nhá. Đây váy này là mã số 06 cho em nhá. Váy này lên cho em là mã hàng 06 này. Cái này lên cho em mã hàng là 06 cho em này, đợi em xíu lên màu đen cho. 06 váy xốp cho em này. Váy xốp công chúa nhá. Cái này rất là sang ạ. Cái này đẹp lắm. Xốp vân hoa nhá mọi người, siêu mềm luôn cho em, size từ 18 cân đến tầm 37 38 cân quay đầu. Mã hàng lên cho em là mã số 06. Mã số 06 cho em 135.000 nhá. Cái này lên cho em là 06 đi. 135.000 cho em nhá. Chị nhận hàng rồi chắc phải ra cá ok lắm. Cảm ơn chị Loan Vi nhá. Trần Hiền có 22 rồi ok này. Màu kem này. Kem bông có 22 này. Chị có 22, không biết có còn bộ nào 35 cân không cơ. Rồi cái này lên cho em mã số 06 nhá. 06 này. Mã này lên là 06 cho em nhá. Size cho bé là từ 18 cân đến 35 cân cho em. 35, 37 cân cho em 06 này. 135.000 cho em. Chất liệu là xốp vân hoa nhá mọi người ơi. Rất là mềm luôn nhá. 06 cho em này. 06 cho em màu vàng này. 06 lên cho em màu xanh này. Màu xanh này. 06 màu xanh. 06 lên cho em màu hồng này. Và 06 lên cho em là màu trắng này. 135.000 cho em. Mã này là 06 váy công chúa tiểu thư cho em, rất là đẹp. Cái này đi tiểu đi cưới rất là xinh luôn. 06 kèm cân nặng cho em nhá. Bao đẹp luôn các chị ơi. Hàng mấy trăm nghìn bây giờ tặng các chị có 135.000. Tặng các chị có 135.000 thôi. 06 kèm cân nặng. Và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 06 cho em đi. Mã này là 06 nhá mọi người nhá. 06 cho em. Máy nhiều màu sau đây nhá. Mã này là bao nhiêu anh chị? Cái này nhá. Bao nhiêu đây? Đây, cái này 115.000 cho em nhá. Size mã số 12. Cái này là mã số 12. 115.000. Cái này là mã số 12, 115.000, size 15 cân đến 18 cân đến 35 cân cho em. Mã hàng 12, 740kg không vừa, cái này 40kg không vừa đâu. Có bộ nha chị ơi, Cúc Trần có 06 ok này, Minh Anh Thân có 06, Linh Nguyễn 06 ok nhá. Rồi, đợi xíu nhá. Rồi, cái này lên là mã số 12 nhá mọi người, 18 cân đến 35 cân cho em. Mã số 12, 115.000. Cái này là mã số 12 giúp em nhá. 12 kèm cân nặng cho em. Cái này là 12 này. Mã số 12 115.000 cho em này. Chị Kem Bông ơi, cái bộ mã số 22 hiện tại là chỉ có size 24 cân thôi. Còn mà bộ 33 cân thì em chưa chắc là đã còn đâu nhá. Không còn đâu, chỉ còn size 24 cân là chị được một bộ thôi nhá. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã này lên là 12 115.000. Váy pha màu cho em nhá. Chất liệu là thô mềm cho em màu vàng này. 12 màu xanh và 12 lên cho em là màu trắng này. Màu trắng cho em này, chất liệu là thô mềm. Size cho bé là từ 18 cân đến 35 cân cho em, mã hàng 12 nhá. Phần sau có phối dây thắt eo. Cái này đây là 12 đi. 12 kèm cân nặng cho em và có đơn nhá mọi người ơi. 17, 18 cân, 4 tuổi trở lên mới mặc được nhá. 4 tuổi trở lên cho em nhá. 4 tuổi trở lên cho em. Rồi lên bộ tiếp nha mọi người nhá. Rồi lên bộ tiếp nhá. Rồi mà tiếp theo lên cho em bộ gấu đen này. Đây là lên gấu đen nào. Lên hồng không? Lên hồng không? Rồi mã này lên cho em mã số 12 cho Thủy Phạm là ok nhá. Ngọc Trần có 12 ok này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 23 bộ gấu Mickey cho em này. Bộ Mickey theo nhá. Mã số lên là 23 cho em này. Con này có size cho bé là từ 18 cân cho đến 35-37 cân quay đầu cho em. Mã hàng lên cho em là mã số 23 cho em nhé. Với
trước có 12 viên phim 12 ok. Mã này đây là 13 màu hồng này và 13 là màu đen này. Chủ yếu là màu đen là nhiều á. Em có màu đen là nhiều. Còn nón nhá mọi người, chất liệu là da tá cho em nhá. Có nón cho em này. Full size cho bé là từ size cho bé là từ 18 cân cho đến 35 36 cân cho em. Mã hàng lên là 23 149.000 một bộ cho em nhá. 06 có 5 tuổi. 06 có 5 tuổi nha chị Triệu Thúy nhá. VV 12 này, Suka bảo anh lên số thoại đi chị nào. Suka bảo anh lên số thoại. Rồi cái này lên là mã số 13 cho em nhá. 3536 cân quay đầu cho em. Bộ Mickey này, bộ Mickey chất liệu là da cá rất là đẹp đây. Em cho các chị xem này. Cái màu đích Mickey ở ngoài này. Đó, cái chất liệu da cá theo nhá mọi người. Toàn bộ đây là theo nhá mọi người nhá. Đây là dạng kiểu bàn cờ ấy. Cái này năm nay đang hot rất là hot bàn cờ nhá mọi người nhá. Đây cái tay Mickey này này đang hot rất là hot bàn cờ luôn. Chị nào lấy thì comment là 23 149.000 một bộ nhá. 149.000 cho em nhá. Size 18 cân đến 17 18 cân đến 37 cân cho em. Bảo anh không? 23 Diễm Huynh có 23 này. Rồi Suka Bảo Anh có 12 ok này. Rồi đợi em xíu nha các chị ơi. 23 cho em nhá mọi người nhá. Mã này đây là 23 cho em đi. Nhung Vi này, 21 còn không? 21 cho Nhung Vi này. 21 là gì đấy? À. Rồi nhá, mã 12 cho Nhung Vi này, còn không? Diệp Lương có 06 màu trắng ok này. Mã này lên là 23 cho em nhé mọi người. 149 một bộ cho em size đại nhá. Size đại từ 4 tuổi đến tầm 8, 9 tuổi quay lại mặc vừa cho em. 4 đến 10 tuổi mặc vừa cho em bộ này. Mã số 23 kèm cân nặng cho em là có đơn nhé mọi người ơi. 149.000. 23 kèm cân nặng cho em có màu đen này. Và 23 lên cho em màu hồng này. 23 đen, 23 hồng cho em. 149.000 đồng cho em nhé mọi người nhé. Tiền lương 06 rồi ok. Các chị không phải comment lại đâu mọi người ạ. Không phải comment lại đâu. Rồi chị nào lấy thì comment cho em nhé mọi người nhé. 23 cho Vi này, VV này. Màu hồng này, 23 lên cho em màu đen này. Mặc màu đen nó sang rồi nó nổi lắm. Màu đen này, đó các chị thấy chưa. Em vào mặc màu đen ấy. 23 cho em nhé. 18 cân đến 35, 36 cân cho em nhé. Nguyễn Huệ có 23 ok. Thảo Nguyên có 23 ok. 37 ký quay lại cho em. 149.000 cho em nhé mọi người ơi. Chị nào lấy thì comment cho em mã hàng là 23 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. 23 đen, 23 hồng. 23 đen, 23 hồng cho em. 149.000. Bộ gấu sau 149.000 luôn. Bộ gấu sau cũng 149.000 nhưng mà size 27 cân quay lại thôi. Có 25 cân. Các chị ơi nghe em đọc cân nặng đi. Em đọc từ 18 cân cho đến 35, 37 cân em có size. Em bao vừa cho các chị luôn nhá. Váy tơ nhiều màu hết rồi. Mấy tơ nhiều màu bây giờ làm gì còn đến giờ. Bán lâu rồi mà. Chị nào lấy thì comment là mã 23 cho Diễm Huynh ok. Màu đen này, màu đen đẹp lắm. Em thích màu đen lắm các chị ơi, màu đen nó nổi lắm. Đó, màu đen đẹp mà mặt nó sạch ấy. Quay giặt mấy giặt nó cũng đỡ tiếc cơ. Nguyễn Vân có 23 này ok. Hồng 33 ký ok. Rồi chị nào lấy thì comment là gấu sau này là mã số 18 nhá. Gấu sau này là mã số 18, size 17 cân đến 27 cân cho em. Bộ gấu này 149.000. Mã này là 18. Em không có đen 40 ký đâu chị ơi. Không có đen 40 ký đâu. Biên Bình ơi, màu đen này 40 ký không mặc vừa đâu. Kẹo bông có 23 rồi ok nhá. Nguyễn Vân có 23 rồi ok. Diễm Huynh 23 rồi ok. Rồi cái này lên cho em mã số là 18 nhá mọi người ơi. Cái này là mã số 18 này. 18 cho em nhá. Bộ gấu này, đây là mặt sau ạ. Cái này là phối bút ri cho em này. 149.000 vì bây giờ hết size rồi. Size cho bé là tầm 17 cân đến 25 cân thôi nhá. 17 cân đến 25 cân cho em bộ này 149.000 luôn. Mã này là 18 cho em nhá mọi người nhá. 18 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 18 bộ gấu. Pha phối chữ rất là đẹp luôn cho em này. Theo cái này cũng là theo luôn. Mã này là 18 cho em nhá. Size 17 18 cân cho đến 25 cân quay đầu cho em nhá. 25 cân quay đầu cho em. 149.000 nhá. 149.000 số ở Thanh Hóa nhá. 149.000. Rồi chị nào lấy thì comment cho em là mã số bao nhiêu đấy. 18 nhá. 18 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người ơi. Em còn có ít cái váy này em tặng luôn này. Váy yếm này. Lên xem kể cả váy cả bộ nhá. Lên xem kể cả váy cả bộ nhá. 18 cho kẹo bông ok này. Rồi cái này lên cho em váy yếm này. Váy yếm này, size cho bé là từ cái này vẫn có 30 cân không?
ơi, lên cho em 15 cân đến 30 cân cho em váy yếm đuôi cá nhá. Váy yếm phối đuôi cá sọc cho em này. Phần sau là nó sẽ dài hơn cái phần trước nha mọi người nhá. Cái tàu sau là nó sẽ dài hơn, vì đây là dạng váy yếm đuôi cá cho em. Size 15 cân đến 30 cân cho em này. 15 đến 30 cân em tặng các chị luôn 69.000 một cái. 69.000 không lựa màu cho em nhá mọi người nhá. 69.000 không lựa màu cho em. Mã hàng lên cho em là 24 đi, đúng không? Mã số 24 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 24 kèm cân nặng cho em là có đơn. 69.000. 69.000 đồng giúp em nhá mọi người. 15 cân đến 30 cân cho em váy yếm nhá. Váy yếm chất liệu của nó là đùi tơ mềm không bị nha. Đùi tơ mềm không bị nhăn cho em. 24 cho em nha. 24 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các chị nhá. 24 cho em không lượng màu đâu ạ. Cái này cũng còn mấy chiếc thôi, sale 69.000. Sale tặng 69.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy 24 thì comment cho em là 24 nha mọi người ơi. Kẹo bông 23 rồi ok nhá. Rồi bộ gấu hôm mình đặt cho mình màu đen ngày hôm, chị đặt nó hôm nào? Chị đặt nó hôm nào? Có nhân viên gọi cho đơn chưa? Báo màu thì là mới có, chứ còn các chị mà không báo màu thì là lấy màu ngẫu nhiên rồi. À, Nguyên lên số điện thoại. Nhà em có nhân viên gọi cho đơn mà, chứ không phải là không có đâu. À, pha Nguyên lên số điện thoại nào. Không có 40 cân đâu. Các chị ơi nghe cân nặng đi. Lên cân nặng nào. À, lên số điện thoại và cân nặng nào. Bảo Anh có 24 ok, cái này 30 cân quay đầu thôi nhá. Yến Nhi Phạm có 24 ok, váy yếm này. Huyền Linh 24 ok này. 24 cho em nhá, 69.000. 69.000 cho em nhá mọi người nhá. 69.000 cho em, mã hàng là 24 15 đến 30 cân cho em không lựa màu. 69.000 cho em. 15 đến 30 cân không lựa màu, 69.000 cho em. Mã hàng lên là 24 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. 24 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 24 cho em. 24 nhá mọi người nhá. Chị nào lấy 24 này thì comment 24 bày hiếm nhá. Bày hiếm nhá. 24 69.000 cho em. Rồi lên tiếp cho em bộ lẽ sai em tặng luôn một cái nữa chị. Bộ TT. Rồi bộ này lên cho em này. 25 cân đến 30 cân cho em này. Bộ không lựa màu, các chị đồng ý đi đâu thì comment nhá, không lựa màu nhá các chị nhá. 24 không lựa màu, cứ lấy hai màu hai cái là được. Diễm Huynh 24, Trương Thị My 23 màu hồng ok. Diệu Phước không lựa màu này, 24 này. Pha Nguyên không lựa màu, đồng ý thì đi đâu này. Váy trên sào 20-21 cân em xem này luôn. Váy trên sào là màu gì á? Đầm xanh treo trên em xem rồi. Đầm xanh là cái nào, đầm xanh này hay cái nào? Cái này á chị ơi, đọc cái mặt này với. Cái mã này 15 cân đến 30 cân cho em mã này. Váy nơ ngực cho em 89.000 không lựa màu luôn, vì cái này đang sale. Mã này là 13 cho em nhá. Váy sao xanh đây á hả? Cái này đó hả? Cái này lên là 13, mã này là 13, 15 cân đến 30 cân cho em không lựa màu luôn. 89.000 thì đang sale nhá, cái này đang sale này. 250 sale 89.000 cho em nơ liền luôn ạ. Cái này là hoa liền, mã này là 13 cho em, chất liệu của nó là đùi gân nhá. Cái này là đùi gân mềm. Mã hàng là 13 cho em không lựa màu, 89.000 nhá. 15 cân từ 3 tuổi trở lên là mặc được rồi. 3 tuổi đến 30 cân, 8 tuổi quay đầu cho em. Mã hàng cho em là 13, 89.000 đồng cho em này. Váy yếm book đi hết rồi, váy yếm book đi hết rồi nha các chị ơi. Em bảo nha các chị nhà mà ưng nhà em cái gì là phải đặt mua luôn. Không có đến lúc hết là không về nữa đâu. Nhưng nhiều chị cứ đợi em sale với mua đến lúc hết xứ rồi, với lại hết size mất rồi ấy. Rồi chị nào lấy thì comment cho em này. Chị Lan có ăn cái chi không? Bảo ốc mua cho. Đúng rồi. Ăn mì tôm không? Cứ đâu. Ok. Cái này lên ở 08. À 13 nhá. Cái này mã 13 cho em nhá. Chị nào có rồi không phải comment lại đâu nhá mọi người ơi. Lúc này chị nào có rồi không phải comment lại đâu nhá mọi người nhá. 13, 89.000. 15 cân đến 30 cân cho em. 3 đến 8 tuổi mặc được nha mọi người nhá. 3 đến 8 tuổi mặc được cho em. Cái này không lựa màu đâu, vì còn có mấy chiếc thôi nha mọi người nhá. 15 đến 30 cân cho em cái này. Trời ơi, váy sai màu lúc nãy lên là mã số 12 còn gì. Trời ơi, chị Lan, cái này là mã bao nhiêu đây? Mã 13. Ôi trời. À quên, mã 12. Cái này là mã số 12 vừa mới lên xong gì. Cái này là mã số 12 nhá. Cái này là mã số 12 nhá mọi người. Váy pha màu này là mã số 12 nhá. 115.000, size 18 cân đến 35 cân vừa mới lên xong rồi. Mã này là 12 nhá, màu xanh 12, màu vàng này. Ví dụ các chị vừa hỏi em thì các chị ở lại đi, các chị cứ thoát ra ngoài đến lúc em lên nữa các chị xem, các chị lại không xem được. Nên
cô cái đấy mấy kiểu liền à? À, 12 có một cái gì ạ? Mình lỗi gì ạ? À, 12, cái này là 12, 115 nghìn nhá. 115 nghìn là váy pha màu nha. Váy pha màu, cái túi túi thì nhiều kìa. Cái này cái túi này có mấy cái này. 12 mọi người ơi, cái này đây là 12, 18 cân đến 35 cân cho em này. 115 nghìn cho em, áo pha không có nhá. Áo pha không có đấy ạ, nhiều áo lắm. Tôi lên áo, lên bụng này này. Ờ, đấy nhá. Các chị ơi lên cho em một cái nón. Các chị có thích mua nón không? Em tặng các chị nón này thì bây giờ này. Cần mà số điện không có chỗ mà để luôn á. Lên nón cho em này. Lên nón cho em nhá. Nón nhà em là có tuổi từ 1 tuổi trở lên là mặc được ấy. Các chị ăn là đội được ấy. Có em bên cái túi bé gái kia nữa kìa. Nón bé gái kia nữa kìa. Rồi lên nón cho em này các chị nhá. Lên nón cho em này. Lên nón cho em này. Em mở ra chị cái nào. Lên nón em tặng các chị chia ân các chị một cái nón. Nón toàn là nón dạ nhung hết này các chị ơi. Toàn là dạ nhung hàng xịn hết, hàng cao cấp này này. Em nhập vào là 890.000 một cái này, 890.000 một cái nón. Bây giờ em tặng các chị nón với giá có 29.000 một cái thôi. Bắt đầu từ 1 tuổi đến 10 tuổi là mặc được, 10, 12 tuổi đều đội được. Có cả bé trai và bé gái nha các chị nhá. Có cả bé trai và bé gái cho em lên nón cho em đi. Nón sừng rất là đáng yêu luôn. Em lấy cho con Miu là chị chưa? Này này đang phải tranh cho con nào, không có bán hết mắt này nè. Hết hết túi à, cái thùng kia. Đây nó có cả của bé trai và bé gái nha mọi người ơi, có cả siêu nhân này, nhiều thứ á, em có nhiều thứ lắm các chị. Lấy cái thằng bi cái nó này, cái này mà cho thằng Sun nó sang đây thì chắc nó công hết về luôn á. Rồi này, lấy cho cái thì bắt Sun này. Cho em nhá, có size 25 cân đến 30 cân cho em và có 4 bộ thôi.
đều có đơn nhá các chị nhá. Các chị comment nó đều có đơn hết, tại vì hôm nay em cũng xác định là em tặng các chị để đỡ gọng kho á, thì là nó nhiều quá. Nhiều quá nó chật quá. Rồi chị nào lấy nó cũng có nha mọi người nhá, toàn nó xịn đấy. Rồi, mã này lên là 26 nha. Chị phải xem mã đấy là mã gì chứ. 25 cân đến 30 cân cho em nhá mọi người ơi. Bộ này 80.000 luôn, da cá nhá. Da cá màu hồng với màu vàng không lựa màu. 25 cân đến 30 cân cho em có 4 bộ thôi. 25 cân đến 30 cân cho em 80.000 nha mọi người nhá. 80.000 đi. 80.000. 80.000 cho em nhá. Đi tiên là lấy mã gì đấy ạ? 26. 26 kèm cân nặng. Hàng này là phải lên cân nặng cho em nhá. Lên cân nặng đi các chị nhá, có 4 mộ thôi. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Nón bé trai ok này. Rồi ok 26 nhá. Comment 26 cho em đi. Mã tiếp theo này. Hồ Như Sinh lên số điện thoại nè. Hồ Như Sinh lên số điện thoại nè chị ơi. Hồ Như Sinh lên số điện thoại đi chị. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Áo mắc ca nhá mọi người nhá. Đây lên cho em con áo mắc ca này tặng luôn này. Rồi lên cho em một con hàng hot bắt ta cho em này. Mã tiếp theo là mã số 27 này. À, mã số 27 cho em bắt ta lót lông này. Đấy nha, size gì chị hôm nay còn size 35 cân à? À 30 cân. Rồi áo bắt ta lót lông cho em nhá mọi người nhá. Size cho bé là từ 15 cân đến 30 cân cho em, có phối sọc rất là đẹp luôn. Cái này có phối búc ri cho em nhá. Mã số lên là 27 cho em này. À, em tặng áo bắt ta cho các chị với giá là bao nhiêu ạ? 169.000. 169.000 một áo luôn. 169.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Mã hàng lên cho em là mã số 27 cho em nhá. 15 cân đến 30 cân áo bắc ta cho em nhá mọi người nhá. Có 169.000. Trời ơi một cái áo bắc ta cho em nhá mọi người. Ô siêu mềm luôn, siêu ấm luôn cho em nhá. Nhìn các chị nhìn cái mũ nó có phối sọc này. 15 cân đến 30 cân cho em nhá. 169.000 là đang rẻ hơn hôm trước mấy chục nghìn nữa. Đây có dây rút eo này. Tại sao mà sáng ủng hộ đấy hả? Có dây rút eo này. Có dây rút eo cho em nhá mọi người nhá. Có dây rút eo cho em, mã này lên là bao nhiêu? 27 nhá mọi người ơi. Mã số 27 cho em. 169.000 một cá bắt ca túi hộp xịn xò luôn. Ở cái phần ngoài này là chất liệu của nó là kaki mềm ấy. Cái dạng này là kaki mềm, không bao giờ bị nhăn luôn. 26 em hết rồi, dừng chốt 26 nhá. 26 em hết rồi nha mọi người ơi. Cái này lên cho em là 27 cho em màu hồng, và 27 lên cho em là màu vàng nha mọi người nhá. Áo bắt ca cho em mã số 27. 169.000. 169.000 đồng cho em. Bán cái lô nó này lỗ mấy triệu. Rồi thôi gọn lời là được rồi. 27 nha mọi người nhá. Mã số 27 cho em. Tự nhiên bán lỗ mà lại vui. Bán lỗ mà lại vui vì gọn. 27 kèm cân nặng cho em là có đơn nha mọi người nhá. 27 cho em nhé mọi người ơi. Áo bắc ca cho em mã số 27 cho em nhé mọi người nhé. Áo lót lông cho em nhé mọi người nhé. Áo lót lông cao cấp cho em nhé. À, không có đồ người lớn đâu, không có đồ người lớn đâu. Nhà em đi đơn trên 100.000 đồng mới gọi chốt đơn, nên các chị lưu ý là phải đặt đơn trên 2-3 sản phẩm trở lên là mới gọi chốt đơn nhé mọi người nhé. Chứ ví dụ như các chị đặt 5 cái nó là em thề em không gọi đâu. Em thề em không gọi đâu ấy. 5 cái nó là em đã lỗ vốn chết rồi á. Đúng là 150.000 thật. 10 cái cũng không gọi. Có lấy 10 cái nón em cũng không gọi đâu. Tại vì em phải đi kèm với quần áo này này là mới được nha các chị nha. Chứ còn một mình nón không em không gọi điện đâu nha mọi người. Tại vì xác định bán lỗ là để tặng mọi người đi kèm với quần áo, để cho hoan hỷ tặng cháu thôi nhá. Rồi ok, 27 cho em đi. Có 169.000 cho em màu vàng với lại màu hồng. 27 cho em nhá mọi người nhá. Đẹp nhở, áo này đẹp thế. 27 kèm cân nặng cho em. Nhớ là nón là phải đi kèm quần áo nha. Rồi 27 cho em hồng vàng. 27 hồng vàng cho em. 15 cân đến 30 cân cho em. 4 đến 8 tuổi mặc được cho em nhé mọi người nhá. 4 đến 8 tuổi mặc được áo lót lông nhé mọi người ơi. Không phải hàng lót nỉ đâu nhá. Mà cái này là toàn bộ là lót lông này. Em cho các chị xem bên trong này. Đấy thấy chưa. Toàn bộ lót lông cho em rất là ấm luôn nhé mọi người nhá. Siêu ấm cho em. Mã hàng cho em là váy xanh ở sau 135.000 nhá. Và Bình Dương chưa đi đâu được. Bắc ca 38 cân em hết size rồi. Bây giờ chỉ còn size 15 cân đến 30 cân. 169.000 cho em. Mã hàng lên cho em là 27 ạ. 27 nhá. Mã này lên là 27 cho em nhá. Mã số 27 cho em. À, cái váy này là 06 135.000 nha các chị ơi. Cái váy đang treo đây là 06 nha mọi người nhá. 06 135.000 size đến 38 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. Đợi xím lên cái đầm đấy. Rồi cái này lên cho em áo pha sọc cho em. Mã này lên cho em là 27 cho em. 169.000 một áo cho em. 169.000 bắt ta cao cấp cho em. 15 cân đến 30 cân cho em. Bao đẹp luôn ạ. Rất là mềm cho em, không nhăn nhầu nha mọi người nhá. Có dây rút eo.
eo cho em rất là xinh này. Đây có dây tạo cút eo cho em này. Rất là xinh luôn nhá. 15 cân cho đến 30 cân cho em, 4 đến 8 tuổi mặc được. Màu hồng và màu vàng cho em. Mã hàng lên cho em là 327 đi. 27 cho em 169.000. Mã số 27 169.000. Hoa đinh có 06 rồi ok nhá. Hoa đinh có 06 ok. Rồi 27 cho em nhá. Chị nào lấy 27 à, áo bắc ca thì comment 27 đi. 27 cho em nhá. Máy này là 06 nhá các chị ơi. Mà điều hòa mà nóng thế à? Tắt rồi à? 27 cho Phi thì gấm ok. Liên 27 ok nhá. Váy xẹt ngang hồng trắng xanh. Váy đấy là mã số 12 nhá. 12 115.000 size 35 cân quay lại cho em. Rồi ok, cái này lên là 06 nhá mọi người nhá. Váy số vân hoa cho em dạng cao cấp này 135.000 thôi ạ. Cái này lên là 06 đi. 18 cân đến 38, 35, 38 cân cho em. Mã này lên là 06 này. 06 135.000 cho em. Con này là 06 màu xanh màu trắng này. Áo khoác 35 cân. Rồi bây giờ em lên cho các chị một cái áo phao. Em tặng các chị một cái áo phao này luôn nhá. Áo phao siêu dày luôn, hàng Quảng Châu xịn. Rồi chị nào lấy thì comment lên cho em con này. Mã này là 06 nhá các chị nhá. 06 cho em nhá mọi người ơi. 06 cho em, váy gấm cho em nhá. À không phải gấm, quên nhầm. Xốp vân hoa không phải gấm nhá. Cái này không phải gấm. Mã này lên cho em là mã số 06 màu hồng. 06 cho em màu vàng này. 135.000 size 18 cân cho đến 35 37 cân quay lại cho em nhá. 06 vàng hồng này. 06 lên cho em màu xanh cổ vịt này. Và 06 lên cho em là màu trắng này. Màu trắng này 135.000 cho em 06 nha mọi người nhá. 06 135.000 đưa khoản em xem với. Đây cái này là 12 đây nhá. Mã số 12 đây ạ. Mã số 12 đây ạ. 12 115.000 size 18 cân đến 35 cân đây. Mã này là 12 đây. Cái này đây là 12. Đây cái 06 cháu em mặc đẹp như thế này này này. Cháu em mặc 06 đây này. Bé trai em không có đâu. Đây 06 đây nhá. Bé cháu em mặc đấy. Không 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 kèm bồm đâu nhá mọi người. Cái này là không kèm bồm đâu nhá. Chị nào đặt 06 rồi không phải comment lại đâu. Đừng comment lại nhá. Vivi đặt rồi không? Vivi đặt rồi không phải comment lại đâu. Rồi cái này đây là 12 cũng đặt rồi. Ai đặt rồi không phải comment lại. Tại vì em lên lại cho khách thôi nhá. 12 115.000. 12 cho em màu xanh, màu vàng, màu trắng nhá. 12 màu xanh, màu vàng, màu trắng cho em 115.000. Size cho bé từ 18 cân đến 35 cân cho em 115.000 cho em. Mã này là 12. 12 cho em nhá mọi người nhá. 115.000 cho em nhá mọi người. Đây là màu xanh này. 12 màu vàng này. Và 12 lên cho em là màu trắng này. 115.000 cho em váy pha màu cho em 12 nhá. Cho xem lại nó được không? Trời ơi vừa lên rồi chị ơi, không lên lại nó được đâu nhá. Nó lên lại là lại đâu chị ơi. Cứ comment nó là con nó luôn. Có 29.000 cái nón em nó thật tặng. 29.000 cái nón em thề với các chị. Không có ai bán hàng như em ấy. Đi buôn ngược. Rồi mã tiếp theo lên hai cô lên số điện thoại này. Uống một nước nha. Hai cô lên số điện thoại đi nào. Nương Tử, Nương Thư à. Nương Như có 12. Ui ui sao cái này nó đầy thế. Ok nha. Lên áo phao, tặng áo phao. Các chị hay là lên bộ, các chị thích bộ hay là lên áo phao. Sáng phía sau bao nhiêu? Sáng phía sau 135.000 máy hàng 06 nha. Chị ơi vừa lên xong sao luôn ạ. Rồi cái này lên tiếp cho em này. Rồi bán tiếp theo lên cho em bộ nha mọi người nhá. Bán trên bộ. Mình có bán không? Mình có bán không là mình có không bạn. À Thanh Ly có cái gì đấy? Nón á, nón chị nào cũng có. Nón chị nào cũng có hết nha. Cứ mua kèm quần áo là có hết nhá. Chị nào mà mua mình nón không là không bán đâu. Ủa thì ăn đâu rồi? Tạm không. Từ từ đợi em xíu nha mọi người ơi. Ăn lại cho em nha. Ăn mấy cái đâu rồi. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Mã tiếp theo lên cho em bộ bộ này. Hy Huyền có 06 ok nhá. Sao không nghe chốt đơn là sao? Em không nói chốt đơn đâu chị ơi. Cái nón á 12 và 06 cho chị Thanh Ly rồi ok nhá. Không em cũng đọc nhưng mà ý là em đọc những cái mã hàng nó đang còn nhiều thôi, chứ không đọc những cái mã hàng mà lẻ sai đâu. Ví dụ như lẻ sai có 4 5 cái thì em không đọc chốt đâu, vì tại vì cái hàng lẻ sai đấy chị nào may mắn thì được thôi nhá. Rồi cái này lên cho em bộ dập nối Gucci cho em này. Sai đủ sai không? Sai 18 cân đến chị ơi, cái này đủ sai nhà bên kho đủ sai không?
18 cân đến 40 cân cho em bộ này, bộ Gucci dập nổ cho em nhá. Tặng luôn 115.000 một bộ. Tặng luôn 115.000 một bộ cho em nhá. Cho chị một trắng một vàng là cái gì đấy nhá. Các chị ơi, cái mã này là 06 cho em nhá mọi người ơi. Comment là 06 cho em cái mã canh đấy nhá. Ờ, đừng có comment không có mã số là em không thể chốt đơn cho các chị được đâu nhá. Đang lên lại thì các chị phải comment mã cho em nhá. Đang có những mã hàng là em lên lại thì các chị phải comment mã số nhé. Là bắt buộc phải comment mã số các chị mới có đơn. Tại vì không lên mã số thì không biết lấy được gì đâu nhá. Rồi, cái này lên cho em mã số là 28 này, đúng không? 28. Mã số 28 cho em nhá, 115.000 một bộ nhá. Size 18 cân đến 40 cân cho em. Khách cũ cũng phải lên mã số và số thoại một lần, ít nhất là một lần nhá. Mọi người số thoại phải lên một lần, ngày nào em like cũng phải lên số thoại ấy nhá. Rồi, cái này lên cho em mã số là 28 cho em. 28 cho em bộ Gucci dập nổ cho em nhá mọi người nhá. Chất liệu là da cá cho em này. Không lựa màu 115.000, còn mấy bộ ạ? 115.000 cho em, size 18 cân đến 40 cân cho em. 115.000 nhá, 115.000. Mã hàng cho em là 28 nhá, 28 cho em. Mã số là 28 kèm cân nặng và kèm số thoại cho em là có đơn nha các chị nhá. 28 cho em này. Đó, có túi tiếp rất là xịn xò luôn nhá mọi người ơi. Cái này con nhà em mặc đây này. Chất nó đẹp lắm. Đây cái dạng da cá cho em nhá mọi người. Cái này là dạng da cá vật nổ cho em, size cho bé từ 18 cân đến 40 cân không lựa màu. 18 cân đến 40 cân không lựa màu nha các chị nhá. Không lựa màu cho em nhá mọi người nhá. Hả? Giấy này hộp này xịn hơn á. Cái hộp này nó cũng giống cái hộp kia mà. Nó xịn hơn, dày hơn à. Ờ, ôi thế mà lại còn rẻ hơn cái hộp trước ấy chị ạ. Ờ, thế thì đúng hộp đấy rồi. Đấy là xong mua cái hộp đấy. Nhưng mà chẳng biết là còn shop nào mà mua cái linh tinh shop lên á. Ở trên Shopee nó toàn bán linh tinh đấy. Rồi ok nha, lương bộ có 28 ok nhá. Bộ này lên cho em là 28 nhá mọi người ơi. 28 119.000 cho em nhá. 18 cân đến 40 cân cho em 28 đi nhá. 28 cho em nhá, không lượng màu đâu nhá. À, trai mặc được, con trai nhà em mặc nha chị yêu ơi. Đúng con trai nhà em mặc luôn. Đây này, con trai nhà em mặc đấy các chị ơi. Vì nó thích cái bộ này ấy, chắc nó đẹp lắm. Chắc rất là đẹp luôn cho em nhá mọi người. Chất liệu là dập nổ cho em nhá. Cái này là dạng da cá, nó dập dập ấy, rất là đẹp luôn. 28 cho em nhá, không lượng màu. Không lượng màu đâu, 28 cho Liv Vivi này. Hai cô này có 115.000 một bộ. Có 115.000 chắc đẹp lắm. Các chị không mua ở ngoài đâu được bộ này 115.000, đi Nhật luôn không được ấy mọi người ạ. Không được 115.000 luôn. À, từ 18 cân đến 40 cân nha các chị yêu nhá. 18 cân đến 40 cân cho em 115.000, trai gái đều mặc được cho em bộ này. Quần nhà em là form dài nha mọi người nhá, chứ không ngắn đâu. Quần nhà em form rất là dài luôn, không hề ngắn luôn. Đây số bé nhá, mà quần nó dài như thế này này. Từ 4 tuổi trở lên đến 10 tuổi mặc vừa cho em mã này, không có 45 cân. Lê Nhung 28 ok, mã này là 28 115.000 nha các bác nha. 115.000 đồng cho em cho hết đi. Rồi ok, chị nào lấy 28 thì comment là 28 nha. À, tặng một mã áo phao nhá. Tặng một mã áo phao cho em. 28 kèm cân nặng cho em nha mọi người. Rồi lên trên mã số 29 nha. Size 15 cân đến 18 cân cho em bộ này, em sale luôn các chị này. Đặt mã cho chị bộ gấu này. Đại 38 cân thì cái mã 28 đấy mặc được đấy chị. Không mặc. Còn có bộ khác 38 cân nè. Lương Mỹ Hương có 28 rồi ok nhá. Châu Châu có 12 này, 13 này. Ok 14 này, rồi ok nhá. Có rồi. Thúy Chi có 28 rồi ok. Bình Sơn 28 rồi ok nhá. 115.000 một bộ nhá. Rồi Lương Mỹ Hương có 28 rồi ok nhá. Châu Châu lên 28 ok nhá Châu. Rồi ok nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Đặt mã. Rồi cái này lên cho em này 15 cân đến 18 cân. Còn mấy bộ tặng luôn cho em này. 05. Cái này lên cho em là 05 này. Mấy tiền? 85.000 này. 80.000 cho em con này. 05 80.000 nhá. 15 cân đến tầm 18 cân cho em. 80.000 cho em. Mã hàng cho em là 05 nha các chị yêu nhá. Hết tiền à.